Chào các bạn buổi chiều, chào các bạn đến với cái buổi thứ 6 của cái trường hè hôm nay. Thì tôi xin giới thiệu với các bạn là hôm nay thì được vinh dự là được trình cái bài trình bày của thầy Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Minh Triết. Thầy là Phó Hiệu trưởng Trường Khoa học Tự nhiên, cũng là giảng viên của khoa công nghệ thông tin Trường Tự nhiên. Thì thầy đã có rất là nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu về chủ đề trí tuệ nhân tạo máy học, và đặc biệt là trong những năm gần đây thì thầy Triết tập trung nghiên cứu về cái Interactive Vectorial Systems, for Life Analysis. Thì hôm nay thầy Triết sẽ chia sẻ với các bạn những cái nền tảng cơ bản, cũng như là cái xu hướng, cũng như là một số cái kết quả mà nhóm của thầy Triết đã đạt được trong những năm vừa qua. Thì hôm nay thì thầy Triết sẽ trình bày là đến khoảng 3 rưỡi, thì chúng ta sẽ kết thúc sớm hôm nay. Như ghi là như trên cái lịch thì tôi đã thông báo, trường hai đã thông báo thì các bạn sẽ có một buổi nữa vào ngày mai. Thì chắc là tôi kính mời thầy Triết tiếp tục. Dạ vâng, xin cảm ơn thầy Vũ ạ. Xin chào thầy Vũ, chào tất cả quý thầy cô cũng như tất cả các anh chị và các bạn. Thì hôm nay rất là vui đã có cái dịp được trình bày với tất cả quý thầy cô, tất cả các anh chị và các bạn một cái chủ đề mà trước đây thì Trí cũng đã có dịp trao đổi, giới thiệu với các anh chị và các bạn trong những cái dịp seminar trước đây. Nhưng bây giờ thì qua một thời gian thì chắc chắn sẽ có nhiều cái vấn đề mới được đặt ra cho cái bài toán về tương tác để tìm ra được những cái thời điểm với một cái dữ liệu hình ảnh rất là lớn, nhiều khi lên đến dữ liệu hàng triệu các tấm ảnh hay là hàng triệu những cái đoạn video clip mà chúng ta đã ghi nhận được từ những hoạt động khác nhau hàng ngày, từ các đoạn video trên truyền hình, từ những đoạn video mình ghi được trong những lúc mình đi chơi bên ngoài với bạn bè, hay là những cái dữ liệu mà chúng ta chụp lại trong suốt cái quá trình mà chúng ta tham dự một cái sự kiện nào đó. Thì tất cả những cái nguồn dữ liệu này sẽ cần được phân tích, cần được đánh giá về mặt ngữ nghĩa, để từ đó chúng ta tìm ra được trong tương lai khi mình có một cái nhu cầu tìm kiếm nào đó. Thì cái buổi chủ đề sẽ được trình bày thì cũng tóm tắt, và đồng thời thì nếu được thì rất là mong tất cả các anh chị và các bạn chúng ta sẽ cùng trao đổi tương tác trong lúc mà mình trình bày. Chúng ta sẽ có những cái nội dung nó thật sự bổ ích, và mong rằng là mọi người sẽ có những cái phản hồi với những cái câu mình đặt ra trong cái quá trình mình trình bày chiều hôm nay. Thế là Triết bắt đầu share cái màn hình để trình bày luôn ạ. Share screen. Okay. Thì với cái nội dung mà trình bày ngày hôm nay thì chắc là ngay từ trên tiêu đề thì tôi cũng mong muốn nhấn mạnh vào ba cái thành phần cơ bản trong cái vấn đề mà mình đặt ra, cũng như giải pháp mà chúng ta cần phải cung cấp. Thứ nhất, chúng ta có một cái loại dữ liệu mình gọi là live log, thì nó là cái gì thì Triết sẽ trình bày tóm tắt ngay trong các cái slide tiếp theo. Thứ hai, chúng ta có cái nhu cầu là để truy vấn, để tìm kiếm. Và khi gọi từ là truy vấn, tức là mình đưa một cái nhu cầu mà mình muốn tìm kiếm cái gì đó vào. Cách đưa vào nó rất là đa dạng và phong phú. Có thể là đưa vào dưới dạng mô tả bằng lời nói, đưa vào dưới dạng mình vẽ một bức tranh, mình phác thảo ra để mình hỏi, hoặc là đưa vào dưới dạng chúng ta có khả năng dùng lời nói, nhưng mà dạng âm thanh để cho hệ thống có khả năng nhận biết và tìm theo cái nhu cầu của mình. Và một cái thành phần thứ ba rất quan trọng đó là từ interactive. Trên thực tế thì rất là khó có một cái hệ thống đủ thông minh để nó có thể hiểu được tất cả những cái nhu cầu, thậm chí là dự đoán được những cái nhu cầu mà người dùng người ta cần đề ra. Mà trong quá trình làm thì chính người dùng sẽ dựa trên những cái kết quả được máy tính trợ giúp để có thể đưa ra những đề xuất, đưa ra những gợi ý hoặc là phản hồi lại những cái yêu cầu mà người dùng đưa ra, để rồi từ từ chúng ta đi từ một cái câu hỏi rất là tổng quát đến những cái kết quả rất là cụ thể đáp ứng đúng cái nhu cầu đó. Chính vì vậy cái quá trình tương tác là tương tác giữa người dùng và máy tính, trong đó người dùng là cái người quyết định, còn máy tính là cái công cụ hỗ trợ, và càng lúc thì mình càng gọi là mình thu hẹp những cái ứng viên cho cái đáp án tương ứng với một cái nhu cầu nào đó mà mình đang muốn tìm kiếm. Ví dụ như mình nói rằng là mình tới cái địa điểm này, mình nhớ rằng hồi trước á, mình có một món ăn rất là ngon nhưng mình không nhớ tên nó là gì, thì mình muốn tìm lại cái tấm ảnh được chụp tại cái địa điểm đó và nó có cái hình của món ăn này, rồi mình đưa ra à món này rất là ngon mà tao nhớ quên mất rồi, ví dụ như vậy chẳng hạn.
Như vậy mình cần phải có khả năng đưa được cái nhu cầu của mình là tôi cần tìm những bức ảnh chụp tại địa điểm này và đang ngồi trong bàn ăn, ví dụ như vậy chẳng hạn. Thì khi đó một list tất cả những tấm ảnh hay những cái video mà chúng ta chụp trước đây trong bàn ăn tại địa điểm này sẽ được đưa lên. Mình thấy à đúng rồi, món này đây rất là ngon, biết món ăn nhưng không biết tên. Mình mới đưa cho những người bạn của mình, cái dân địa phương tại đây, và họ sẽ giúp mình nói à đây là món tên là cái gì đó, và giúp mình đặt cái món ăn đó, ví dụ như vậy. Thì đây chỉ là một cái ví dụ nhỏ về việc mà chúng ta coi là live blog retrieval, nó giúp cho mình có khả năng đưa ra được những cái đáp án, những cái gọi là giải đáp cho những vấn đề mà chúng ta cần tìm. Khi mình cứ nhớ một cách mơ hồ về một cái nhu cầu nào đó, một tình huống nào đó, một sự kiện nào đó và một con người nào đó, ví dụ như vậy chẳng hạn. Rồi, thì qua cái phần dẫn nhập đó thì chúng ta đi vào cái vấn đề đầu tiên. Vậy thì live blog hay dữ liệu live blog nó xuất hiện ở đâu, từ những nguồn nào, nó nhiều và ít ra sao, và chúng ta có thấy nó có thói quen thuộc hàng ngày hay không? Thì chúng ta đã từng thấy rằng á là hàng ngày có rất nhiều những camera. Camera này có khả năng là camera giám sát giao thông, camera trong các hệ thống an ninh của các tòa nhà, hay là trong siêu thị, trong văn phòng làm việc, vân vân. Thì đây chúng ta gọi là chung là hệ thống surveillance. Chúng ta còn có những cái hệ thống ghi nhận lại dữ liệu hình ảnh, mình gọi là surveillance, tức là ghi nhận từ cái góc độ nhìn và từ cái nhu cầu của cá nhân, ví dụ như camera hành trình trên xe hơi, hoặc là dạng chúng ta đeo các camera GoPro khi mà chúng ta đi phượt, đi cắm trại, vân vân, hoặc là những loại camera chuyên dụng được đeo trên người khi mà chúng ta muốn ghi nhận được toàn bộ những cái sinh hoạt hàng ngày của mình. Thì cái nguồn dữ liệu này thật sự các bạn thấy rất nhiều camera được ghi nhận rất nhiều thời điểm, và đặc biệt hơn là khối lượng dữ liệu sinh ra rất là lớn. Các bạn hình dung với số lượng hàng trăm hay là hàng ngàn camera hệ thống giao thông của thành phố Hồ Chí Minh thôi, thì để mà chúng ta có khả năng phân tích để rồi sau này mình tìm lại được một cái sự kiện xảy ra, ví dụ như là tôi muốn tìm một cái xe hơi màu đỏ và có cái nhãn hiệu là như thế nào, và trên xe đang có chở những mặt hàng ra sao, vân vân. Thì khi đưa một câu mô tả bằng lời tiếng Việt như vậy chẳng hạn đưa vào, chúng ta cũng phải cần phân tích để hiểu được rằng trong cái kho dữ liệu 24 giờ một ngày trong camera thì làm sao biết được rằng tại từng thời điểm có những chiếc xe màu gì chở cái gì bên trên, và nó có những cái mối quan hệ như thế nào giữa các phương tiện đó, cái này đi sau lưng cái xe kia, vân vân. Thì cái việc mà chúng ta phân tích để đưa ra được cái ý nghĩa của toàn bộ dữ liệu hình ảnh được ghi nhận dưới dạng ảnh chụp rời nhau, ảnh tĩnh, hay là dạng video, tức là một cái dãy của các cái ảnh đó, thì nhu cầu đó xử lý với một cái nguồn tài nguyên tính toán và thời gian xử lý rất là lớn. Vậy thì đầu tiên mình thấy đó là cái nguồn dữ liệu này có khả năng từ những cái camera, từ camera công cộng, camera giám sát, hay là những cái hệ thống camera cá nhân. Dữ liệu này rất lớn và muốn có khả năng tìm kiếm được thì chúng ta cần phải phân tích trước, để khi có nhu cầu cần tìm kiếm thì chúng ta sẽ đối sánh, tìm kiếm và đưa ra những cái lời giải phù hợp với cái nhu cầu truy vấn của mình trong tương lai. Chúng ta còn có một nguồn dữ liệu rất là lớn mà chúng ta rất là thích hàng ngày, và mình cũng có rất là lớn mình trong đó tạo ra rất lớn hàng ngày. Đó chính là dạng dữ liệu tạm thời gọi là social media, tức là truyền thông xã hội. Chúng ta có YouTube, chúng ta có những cái kênh mà trên đó bản thân mình cũng có khả năng là người tạo ra nội dung và chia sẻ nội dung trên kênh đó. Chúng ta cũng sẽ có những cái đoạn video clip, story hay là reels trên Facebook. Mình tạo ra một ngày nhiều lắm, và chúng ta thấy rằng cái kho dữ liệu riêng một mình tạo ra thôi là đã đủ lớn để cho chúng ta có nhu cầu khi muốn tìm lại thì cũng đã rất là mất thời gian rồi. Ví dụ như tôi muốn tìm lại một bức ảnh mà ngày trước tôi đã từng chụp với một cái nhân vật nào đó nổi tiếng, hay là tôi nói là à tôi nhớ hồi đó là tôi có cầm một cái con đồ chơi, một cái xe hơi nào đó nhỏ nhỏ đồ chơi của mình, bây giờ mình không tìm được cái hình đó nữa. Bây giờ nhớ là chụp cách đây khoảng 10 năm hay là 20 năm trước đang đứng ở đâu và cầm một cái đồ vật gì trong tay, ví dụ như vậy. Thì với những cái mô tả đôi khi nó cũng không thật sự quá chính xác, quá rõ ràng, thì chúng ta làm sao có thể tìm được cái nguồn dữ liệu đó. Và social media là cái nguồn dữ liệu rất lớn để chúng ta có khả năng phân tích. Các bạn muốn tìm lại một cái show truyền hình mà trên đó có sự xuất hiện của những diễn viên, những người nổi tiếng A, B, C nào đó, và thậm chí có những cái gọi là những cái đặc điểm của cái show trình diễn đó. Bạn nhớ rằng hôm đó cái người nghệ sĩ đó mặc cái áo màu gì và đứng cạnh người nào và có cầm bó hoa ra sao, vân vân. Thì ta mô tả bằng những cái nội dung như vậy thì mình mong muốn rằng sẽ tìm được đúng cái thời điểm trong cái đoạn video
mà mình thấy nó giống với cái câu mô tả đó. Thì đây là cái ví dụ về các nguồn dữ liệu mà chúng ta có khả năng sử dụng để phục vụ cho bài toán phân tích và tìm kiếm dữ liệu live log hàng ngày. Nhưng mà chúng ta thấy dữ liệu live log có rất là nhiều những định dạng khác nhau. Đầu tiên phải kể đến là dữ liệu về dạng hình ảnh, ảnh tĩnh hay là video đều được. Thứ hai, chúng ta còn quên một thứ, đó là trong các cái video của mình có âm thanh. Nhiều khi chúng ta muốn tìm một cái nội dung nào đó, không phải mình có trong hình đâu, mà lại nghe cái lời nói, các cái âm thanh đó mình nghe, mình hiểu, mà nếu chúng ta có khả năng chuyển được từ âm thanh sang text và lấy cái text đó mình gán ở các cái thời điểm khác nhau trong video, thì hóa ra mình lại có thêm một cái nguồn thông tin rất quan trọng, đó chính là dữ liệu text. Nhưng dữ liệu text không chỉ xuất hiện từ các âm thanh, từ những cái nội dung chúng ta nghe được trong đoạn video, mà text còn có khả năng xuất hiện ngay bên trong các cái ảnh. Cái đó gọi là syntax. Các bạn hình dung chúng ta đang đi bên ngoài đường, chúng ta chụp lại, chúng ta lắp camera và mình quay lại, như khi mình dùng camera 360 chẳng hạn vậy, thì sẽ có những cái bảng tên đường nè, rồi những cái quán ăn nè, rồi những cái nhà hàng, rồi những cái địa danh, thì mình chụp lại thì luôn luôn bên trong nó có text, có nội dung dạng văn bản, phải không ạ? Thì lúc đó nếu chúng ta có khả năng gọi là rút trích, extract được các cái dữ liệu dạng text có trong hình ảnh, thì mình lại có thêm một cái nguồn dữ liệu rất quan trọng, là trong tấm ảnh này có xuất hiện dòng chữ gì, có tên đường là gì, số nhà là bao nhiêu, thậm chí là bạn đang uống cái nước giải khát hay là nước trái cây, nhãn hiệu là gì bên trong nó được nữa. Thì đó là nguồn dữ liệu dạng text. Dĩ nhiên, text còn có thể là do chính con người, chính mình đưa vào. Chẳng hạn như ta post hình lên Facebook, thì các cái caption, những nội dung mà chúng ta tag vào trong tấm ảnh đó cũng là các cái dữ liệu dạng text. Bên cạnh những dữ liệu như hình ảnh, audio, text, thì chúng ta còn có dữ liệu từ các cảm biến. Chúng ta có những cảm biến, các bạn đeo đồng hồ thông minh chẳng hạn đi, thì chúng ta có nhịp tim, chúng ta có số bước chân, và chúng ta đôi khi có cả những cái thông số liên quan đến tình trạng môi trường trong cái khu vực mà chúng ta đang đi đến, phải không ạ? Rồi nhiều khi chúng ta lại có thêm những cái hoạt động là hiện giờ chúng ta đang xem bộ phim gì, đang nghe bài nhạc gì, đang uống nước giải khát gì và đang ăn cái món gì. Thì nếu những cái hoạt động của hàng ngày đó cũng được cung cấp và ghi nhận lại, thì cái nguồn dữ liệu đó người ta gọi là metadata. Như vậy thì đâu đó các bạn sẽ thấy rằng chúng ta có những nguồn dữ liệu dạng multimedia, như là hình ảnh, như là video, như là âm thanh, như là văn bản. Chúng ta còn có những dữ liệu khác đi kèm, và mình gọi cái phần đó là những cái phần mà chúng ta rút trích ra đính kèm thêm, thì đó là metadata. Thì trong này mình sẽ thấy rằng là meta có khả năng là những cái nguồn dữ liệu chúng ta ghi nhận lại, ví dụ những gì, chúng ta có tọa độ GPS. Bạn chụp một tấm ảnh trên điện thoại, nếu bạn không có gọi là tắt đi cái tính năng để mình bảo vệ cho mình về tính riêng tư, thì mình không muốn nó lấy GPS và đính vào trong các cái phần giống như exif của các tấm ảnh chụp, thì khi đó chúng ta sẽ thường là sẽ có cái dữ liệu GPS được đi kèm với một tấm ảnh, phải không ạ? Chúng ta có thời điểm liên quan đến ngày giờ mà chúng ta chụp tấm ảnh đó. Chúng ta lại còn có thể có những thông tin liên quan đến tình trạng sức khỏe, nhịp tim, huyết áp, rồi thêm những phần như SPO2 vân vân, và những cái loại thông số từ môi trường này nọ vân vân, thì chúng ta sẽ có rất nhiều những thông tin đính kèm. Thì các bạn về sau khi chúng ta tìm hiểu về vấn đề liên quan đến live log data, thì các bạn nhớ rằng nó không chỉ giới hạn trong dữ liệu hình ảnh, dữ liệu multimedia thông thường như là ảnh, video, âm thanh, text, mà nó còn những nguồn dữ liệu khác mà mình có khả năng thu thập được. Tất cả những cái đó sẽ cho mình bức tranh toàn diện hơn về cái cuộc sống hàng ngày của mình, hoạt động của mình, và mình sẽ tìm ra được những thông tin cần thiết bên trong đó, được không ạ? Rồi, thì bây giờ mình mới xem tiếp cái lĩnh vực mà tìm hiểu, phân tích và truy vấn những cái thông tin về live log. Đó là một cái lĩnh vực đa ngành, đa lĩnh vực ở trong đó. Chúng ta sẽ phải phân tích dữ liệu multimedia, đương nhiên rồi, ảnh cần phân tích ảnh, âm thanh thì cần phân tích và chuyển đổi được âm thanh sang text, ví dụ như vậy chẳng hạn, rồi nhận dạng được nội dung dạng chữ. Mà ở đây các bạn biết là mình khi chụp hình những cái chữ trong ngoại cảnh á, thì chúng ta không có canh chỉnh để cho cái chữ này nó xuất hiện một cách trực diện và dễ nhìn đâu. Nhiều khi mình có chạy xe ngang một cái nào đó rồi mình chụp hình nhanh, thì khi đó cái bảng tên đường sẽ được chụp ở những cái góc nghiêng khá là đặc biệt, đôi khi nó lại rất là mờ do mình chuyển động và rất là khó có khả năng đọc được, thậm chí là nó rất là xa, ví dụ như vậy chẳng hạn. Thì mình cần những cái giải pháp để mà xử lý multimedia cho tốt. Ngoài ra, ngay từ tựa đề của bài nói chuyện thì mình cũng đã có nhắc đến cái từ là retrieval.
Retrieval hay truy vấn, đó chính là cái vấn đề chúng ta đưa một cái nhu cầu tìm kiếm và muốn nhận lại một cái kết quả tương ứng với cái nhu cầu tìm kiếm đó của mình. Chúng ta muốn tìm thì chúng ta cần phải có quá trình tạo chỉ một index dữ liệu. Và chúng ta phải index như thế nào để về khối lượng dữ liệu nó lớn á, thì chúng ta vẫn có khả năng tìm nhanh và tìm chính xác. Chứ còn tìm chính xác mà quá lâu thì cũng không thật sự phù hợp. Vì vậy chúng ta cần phải có cái cách để mà chúng ta tổ chức dữ liệu sao cho phù hợp, thật nhanh để tìm kiếm được các cái nội dung tương ứng với những cái nhu cầu của mình trong tương lai. Nhưng nếu chỉ có các thuật toán về xử lý kiểu giống như là học máy, trí tuệ nhân tạo, xử lý multimedia hay những giải pháp liên quan đến công nghệ để chúng ta làm, ví dụ như chúng ta có khả năng dùng Elasticsearch để hỗ trợ việc tìm kiếm, truy vấn và nó vừa hiệu quả và nó cũng dễ dàng triển khai và mở rộng về sau trong tương lai, thì những thuật toán và công nghệ không vẫn chưa đủ. Tôi muốn nhấn mạnh đến yếu tố thứ ba mà chúng ta rất cần quan tâm, đó chính là cái sự tương tác giữa người dùng và máy tính, lĩnh vực về tương tác giữa người và máy tính HCI. Thì nếu các bạn để ý ngay từ cái từ khóa đặt vào đầu tiên trong cái tựa đề của bài nói chuyện hôm nay, thì tôi đã muốn nhấn mạnh tới cái yếu tố về interaction rồi. Chúng ta có thể đưa ra một công cụ nhưng nó phải thật sự tự nhiên, quen với người dùng và nó phải giúp cho người ta có khả năng biểu diễn một cách dễ dàng nhất cái nhu cầu mà họ muốn tìm kiếm. Qua các cái ví dụ mà trong phần cuối của bài ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu chúng ta cùng nhau thử brainstorming rằng với cái nhu cầu tìm kiếm đó thì liệu chúng ta có thể diễn tả bằng những cái thể thức nào. Tôi dùng một cái từ là thể thức. Đây là cái cách mà chúng ta có thể tương tác với một cái hệ thống theo một cái kiểu nào đó. Gõ bằng text để mà tìm kiếm một cách rất là dễ để tìm. Nhưng nếu mà chúng ta tìm một cái cách khác, giả sử như chúng ta vẽ, phác thảo sơ thôi. Tôi nhớ mơ hồ rằng có một cái cảnh như thế nào đó mà tôi muốn phác thảo để vẽ. Thì khi đó chúng ta sẽ có khả năng từ cái hình phác thảo đó, chúng ta sẽ tìm coi cái nội dung nào gần gần giống với cái hình phác thảo và đưa ra. Thì đó là một cái thể thức Quality mà nó khá là thú vị để giúp bạn có khả năng tương tác được với máy tính. Chúng ta cần phải có cái nhu cầu để xử lý gần như là mọi nơi, mọi lúc, mọi chỗ. Chúng ta cầm cái điện thoại lên và mình có khả năng dùng điện thoại để mà truy vấn, để mà tra cứu ngay. Chứ không phải là chúng ta chờ về một cái máy chủ với GPU cực kỳ mạnh chạy bằng GPU A100 ví dụ như vậy chẳng hạn thì mới ra kết quả, mà mình phải có nhu cầu là chạy trên các cái trình duyệt, chạy được trên điện thoại và nếu cần thì mới kết nối và xử lý từ phía back-end. Chứ không phải chúng ta cứ bắt buộc là tất cả mọi thứ đều xử lý bằng những cái công cụ và môi trường tính toán rất là hoành tráng. Một trong những vấn đề rất cần đó là vấn đề liên quan đến đạo đức và tính riêng tư. Khi chúng ta đụng đến cái dữ liệu mà nó liên quan đến nhiều người hoặc là dữ liệu của chính mình, thì liệu chúng ta có muốn người khác sẽ thao tác và nắm hết tất cả những cái nội dung về sinh hoạt hàng ngày của mình hay không? Thì đó là vấn đề chúng ta cần quan tâm để hệ thống này có khả năng triển khai trên thực tế. Thì chúng ta cần phải cân nhắc rất là nhiều về vấn đề tính riêng tư. Các bạn cũng để ý thêm là với cái dữ liệu để mà phục vụ cho việc nghiên cứu, đôi khi trước khi chúng ta đưa cái dữ liệu đó cho cộng đồng nghiên cứu để xử lý, chúng ta phải thực hiện một thao tác, đó là anonymize, tức là vô danh hóa. Chúng ta phải phát hiện toàn bộ các gương mặt người, sau đó chúng ta sẽ xóa nhòa cái gương mặt đó đi. Ví dụ mình làm dạng là blur hay là dạng pixelate từng cái khối hình vuông, mình làm lên trên như vậy để cho cái gương mặt của những nhân vật có xuất hiện trong tấm ảnh, trong video sẽ được giống như là được vô danh hóa và không có tiết lộ cái danh tính thật sự của những nhân vật, của những người đang xuất hiện bên trong tấm ảnh đó. Bên cạnh vấn đề vô danh hóa về gương mặt, chúng ta có khả năng còn cần phải bảo vệ tính riêng tư thông qua việc chúng ta xóa đi những cái nội dung được ghi nhận thông qua việc chụp những tấm ảnh. Ví dụ như bản tên đường, địa chỉ nhà, những nội dung trên màn hình điện thoại, những nội dung trên màn hình máy tính mà người dùng đang làm việc và đang nhìn thấy. Thì những cái đó là những cái nhu cầu tùy thuộc ứng dụng cụ thể mà chúng ta sẽ cần quan tâm về vấn đề tính riêng tư, vân vân. Thì chúng ta bắt đầu đi qua một cái phần nhỏ gọi là kỹ thuật sau cái phần đầu tiên mà tôi giới thiệu với tất cả quý thầy cô, tất cả các anh chị và các bạn sơ lược
về cái bài toán liên quan đến thế nào là live log, thế nào là các nguồn dữ liệu live log và một số những cái vấn đề mình cần quan tâm nói chung, những cái ngành và lĩnh vực có liên quan đến bài toán về live log retrieval. Thì bây giờ tôi chắc xin phép đi vào những cái kỹ thuật cụ thể để giới thiệu. Thì trước tiên ta đến những cái kỹ thuật gọi là truyền thống, kinh điển, và khi nhắc tới cái bài toán gọi là truy vấn, đặc biệt là truy vấn dữ liệu hình ảnh thì chúng ta thường hay nghe nhắc đến. Đâu đó từ khoảng những năm 2000, đó là từ 2003, thì nhóm nghiên cứu của giáo sư Andrew Zisserman đã đưa ra cái ý tưởng là sử dụng cái phương pháp túi từ Best of Visual Words để có thể phục vụ cho bài toán là tìm kiếm, mà đây là tìm kiếm hình ảnh. Thì trong cái ví dụ này á, mình thấy rằng là người ta đưa cho mình một tấm ảnh và người ta mong muốn mình hãy tìm xem những cái tấm ảnh mà mình đã biết trước đây á, cái nào nó gần gần giống với cái ảnh mà chúng ta vừa đưa vào. Như vậy thì input hay cái câu query hay cái đối tượng gọi là query á, chính là một tấm ảnh. Và mình muốn biết rằng tấm ảnh này nó gần giống với những tấm ảnh nào mà mình đã biết trước đây trong dữ liệu của mình. Thì cái giải pháp để mà làm trong trường hợp này là dựa trên cái ý tưởng của phương pháp túi từ trong việc mà chúng ta phân loại văn bản trong ngôn ngữ tự nhiên. Ở đây thì mình không có các cái từ trong văn bản mà chúng ta sẽ có những cái loại mảnh đặc trưng về hình ảnh. Các bạn có khả năng hình dung giống như là mình trong một tấm ảnh thì nó sẽ có những cái vùng nho nhỏ hay là những cái vùng lớn lớn bên trong đó và nó có cái hình dạng, có cái đặc trưng đặc biệt. Ví dụ như ta có các cái chóp nhọn ở trên cái nóc nhà hay là có những cái hình như là dạng của lá cây, ví dụ như vậy chẳng hạn. Thì những cái đó người ta gọi là các cái visual words. Như vậy thì một tấm ảnh đâu đó mình thấy giống như trong tấm ảnh đó xuất hiện nhiều cái vùng, nhiều cái patch, nhiều cái mảnh và các cái mảnh đó nó gần gần giống với những cái mảnh mà chúng ta đã từng biết trước đây trong cái nguồn dữ liệu, trong cái từ điển của mình đã từng biết. Trong những giải pháp mà tôi đã từng được xem qua và tìm hiểu thì đâu đó ví dụ như mình có khả năng nói rằng à tôi sẽ tìm và gom cụm các cái mảnh của rất nhiều những tấm ảnh, ví dụ như chúng ta có đâu đó hàng trăm ngàn hay là hàng triệu tấm ảnh rồi mình rút trích ra những cái vùng gọi là key point, những cái vùng gọi là vùng điểm đặc trưng á trên một cái tấm ảnh và chúng ta xem là có những cái vùng nào mình gom cụm lại, có thể mình dùng các cái thuật toán Kamin là những thuật toán xấp xỉ Kamin để thời gian xử lý và cái chi phí xử lý tiết kiệm chút, thì mình sẽ tạo ra được những cái nhóm của các cái vùng mà mình có thể thấy trên các tấm ảnh. Sau đó chúng ta tiến hành thao tác là đếm xem số lần một cái loại, một cái từ hay một cái vùng nào đó xuất hiện trên một tấm ảnh là bao nhiêu lần. Lấy ví dụ chẳng hạn trên gương mặt mình đếm à có hai mắt, có mũi, có miệng, ví dụ như vậy chẳng hạn, thì mình sẽ đếm xem rằng là mỗi một cái phần đó xuất hiện bao nhiêu lần trên cái tấm ảnh đó và rồi chúng ta sẽ tiến hành cái thao tác là so sánh cái sự giống nhau hay là khác nhau giữa cái vector đặc trưng, thực chất chính là việc mình đếm mỗi một cái loại từ nó xuất hiện bao nhiêu lần trong một tấm ảnh. Ảnh này là ảnh query do mình đưa vào hay là ảnh có sẵn trong cơ sở dữ liệu mình tính trước trước đó, thì mình coi rằng nếu mà nó giống thì mình sẽ đưa ra cái kết quả. Ví dụ như trong trường hợp này ảnh query của mình thì chúng ta sẽ rút trích ra những cái vùng gọi là những cái vùng nó gọi là bắt mắt, dễ nhìn bằng các cái thuật toán để mà detect được các cái key point. Sau đó chúng ta sẽ biểu diễn cái vector đặc trưng, ở đây dùng là root shift chẳng hạn vậy. Rồi sau đó chúng ta sẽ biểu diễn tấm ảnh thành ra một cái vector đếm xem rằng là có bao nhiêu lần xuất hiện một cái loại đặc trưng nào đó trên cái ảnh của mình. Sau đó chúng ta bắt đầu tính similarity. Ở đây thì khả năng dùng những cái cách tính đơn giản như là tính khoảng cách dạng là cosine, ví dụ như vậy chẳng hạn. Thì bạn sẽ tìm thấy được rằng à cái vector biểu diễn của tấm ảnh query và vector biểu diễn của cái ảnh mình đã có sẵn trong cơ sở dữ liệu thì nó sẽ có cái mức độ gần, xa, giống, khác như thế nào để rồi mình sắp thứ tự các cái kết quả theo cái mức độ mình cho rằng nó giống hay là khác so với cái ảnh query. Thì đây là cái cách tiếp cận kinh điển khi mà chúng ta làm về bài toán visual retrieval với phương pháp là sử dụng túi từ best of visual words. Gần đây chúng ta cũng sẽ có thêm cái khái niệm là dùng image hash. Nếu các anh chị và các bạn thấy rằng cái khái niệm hash này nó khá là quen thuộc, hash trong cấu trúc dữ liệu cũng có, hash trong mật mã cũng có. Đâu đó mình hiểu một cách nôm na
hash. Nó giống như việc chúng ta đang biểu diễn một cái dữ liệu bằng cách rút ra một cái vector đặc trưng nào đó, và vector đặc trưng này nó mang yếu tố đúng nghĩa là từ đặc trưng á, tức là nó giúp cho chúng ta có khả năng phân biệt là cái nào thì giống với nhau và cái nào thì khác với nhau thông qua việc so sánh hai cái đặc trưng đó. Thì đây là một cái ví dụ nhỏ, chúng ta có khả năng tính ra cái vector đặc trưng image hash của ảnh query, và chúng ta cũng sẽ tính ra vector đặc trưng của lần lượt các cái ảnh mà mình có trong cơ sở dữ liệu, và sẽ thấy à có một cái sự tương đồng nhất định giữa cái ảnh mình đưa vô và những ảnh đã có, và mình sắp thứ tự từ rất giống cho đến rất khác, thì image hash cũng có khả năng dùng được để phục vụ cho bài toán này. Chúng ta còn một cách tiếp cận mà gần đây được đề xuất và dùng khá là phổ biến, đó là chúng ta có thể biểu diễn và so sánh cái độ gần nhau về mặt ngữ nghĩa hay là khác nhau về mặt ngữ nghĩa giữa một tấm ảnh, giữa một đoạn video với cái mô tả bằng ngôn ngữ tự nhiên, ở đây là tiếng Anh. Thì có nhiều cái cách để làm, nhưng mà đâu đó chúng ta cứ hình dung một cách nôm na là như thế này. Nếu chúng ta so sánh trực tiếp giữa một cái ảnh và một cái câu mô tả thì đúng rất là khó. Tôi còn nhớ cái lúc mà tôi học năm thứ nhất của đại học với những môn như là toán vi tích phân hay là môn gọi là môn toán cao cấp á, thì lúc đó thầy dạy cho lớp của chúng tôi có nói rằng là chúng ta không thể nào mà so sánh hai cái đối tượng thuộc về hai cái miền, hai cái domain khác nhau mà nó không có bà con với nhau thì mình không thể nào so sánh được. Ảnh là ảnh, text là text, mình không so sánh trực tiếp, nhưng chúng ta được quyền định nghĩa những cái ánh xạ. Tôi ánh xạ tấm ảnh sang một cái không gian, tôi lại ánh xạ cái câu mô tả bằng một ánh xạ khác vào cùng cái không gian đó, tức là mình biến hai cái tập nguồn có khả năng ánh xạ vào trong cùng một cái không gian chung, ở đây mình gọi là joint embedding space. Thì khi đó chúng ta có khả năng so sánh cái khoảng cách ngữ nghĩa giữa vector đặc trưng của một tấm ảnh và vector đặc trưng của một cái đoạn câu mô tả, ví dụ như vậy. Và đây là cái tip rất là thú vị và được sử dụng khá là phổ biến trong những cách tiếp cận trong thời gian gần đây. Trong hình vẽ này thì các anh chị và các bạn có thể thấy chúng ta có thể đưa ra cái vector đặc trưng cho tấm ảnh bằng nhiều cách. Đây là một cái cách, ví dụ như chúng ta phát hiện trong tấm ảnh này có bao nhiêu cái đối tượng mà mình đã biết trước các cái chủng loại của nó, ví dụ như có xe đạp, rồi có máy tính, rồi có người này nọ vân vân, thì mình sẽ phát hiện ra những cái đối tượng. Rồi, mình có khả năng dùng những thuật toán kinh điển, ví dụ như mình có thể là dùng là Faster RCNN chẳng hạn vậy để chạy ra. Sau đó mình có khả năng tìm hiểu thêm các cái mối quan hệ của các cái object này, ví dụ như cái này gần với cái kia và xa cái nọ, cái này thì ở bên góc bên trái dưới của tấm ảnh này nọ vân vân. Các bạn cũng có khả năng dùng những cái biểu diễn dạng như là đồ thị để chúng ta đưa thêm vào trong này để biểu diễn được càng nhiều ngữ nghĩa thì càng tốt. Và chúng ta có thể đưa thêm càng nhiều những nội dung bên trong, ví dụ như một cái bài toán, đó là chúng ta sẽ lấy các cái thông tin về syntax, tức là các cái chữ có xuất hiện bên trong tấm ảnh này, để tăng cường thêm cái ngữ nghĩa của tấm ảnh này càng nhiều thì càng tốt. Thì khi đó chúng ta sẽ có được thêm cái thông tin để mình có thể biểu diễn và đưa ra một cái vector đặc trưng cho tấm ảnh của mình. Thậm chí có khả năng làm thêm những vấn đề khác, chẳng hạn như chúng ta sẽ dùng những cái thuật toán để phát hiện ra các cái hành động activity detection có bên trong tấm ảnh này, và chúng ta đưa nó vào thêm bên trong các cái vector như là nguyên vật liệu đầu vào cho việc chúng ta sinh ra cái vector biểu diễn chung nội dung ngữ nghĩa cho một tấm ảnh. Đối với text trong slide này thì tôi để lên là chữ là Roberta, nhưng các bạn có thể dùng những cái công cụ khác để làm chúng ta vector hóa được các cái nội dung dạng văn bản, và khi đó thì chúng ta sẽ cố gắng huấn luyện sao cho cái ảnh và cái câu nào mà nó có mối quan hệ với nhau gần gần thì hai cái vector đặc trưng được sinh ra trong cái không gian chung joint embedding space này thì sẽ càng gần với nhau hơn. Và trong trường hợp đó thì chúng ta có hình dung rằng là mình đang cố gắng huấn luyện để tìm ra được các cái ánh xạ phù hợp để
ảnh thì ra được một cái điểm, tức là một cái vector trong không gian chung, và câu mô tả thì cũng được ánh xạ bằng một ánh xạ khác nha, sang một cái điểm trong cái không gian ánh xạ chung này. Vấn đề bây giờ là hai cái đối tượng ảnh và câu văn có mối quan hệ gần với nhau thì nó phải là hai cái điểm hay là hai cái vector trong không gian chung cũng gần nhau. Vậy thì bây giờ mình lấy dữ liệu ở đâu để làm được điều này? Chúng ta thử tưởng tượng, giả sử như những tấm ảnh đã được post lên trên những cái kênh truyền thông xã hội khác nhau, Flickr, Facebook và những cái kênh khác, thì khi đó chúng ta thấy rằng những cái câu mô tả đi kèm với là một tấm ảnh đâu đó chắc là sẽ có mối quan hệ ngữ nghĩa gần gần với cái ảnh tương ứng và câu văn tương ứng, phải không ạ? Thì đó là một cách để chúng ta có được những cái cặp ảnh và câu mô tả có vẻ có bà con với nhau. Ngoài ra mình cũng có thể thấy trên các cái nguồn tin online, ví dụ như trên các bài báo, trên những trang tin tức chính thức, chính thống, thì đôi khi chúng ta lại có những tấm ảnh và những cái câu mô tả đi kèm. Đó là một trong những cái chỗ chúng ta có khả năng lấy được cái nguồn dữ liệu để tạo ra một cặp ảnh và câu mô tả có bà con với nhau. Rồi cái thứ ba là chúng ta có khả năng là dựa vào cái nguồn thông tin do nhiều người cung cấp và xây dựng. Cái mô hình dạng giống như chúng ta có thể là tạo ra nguồn dữ liệu mới và có sự đóng góp của nhiều người. Ví dụ như với mỗi bức ảnh thì mình nhờ mọi người viết khoảng 3 câu mô tả về bức ảnh đó hay là 5 câu về bức ảnh đó, thì mình sẽ có được một cái nguồn dữ liệu rất là đáng giá cho việc chúng ta tìm được mối quan hệ giữa câu mô tả và cái nội dung text tương ứng. Thì đó là những cái cách mà chúng ta sử dụng các cái nguồn dữ liệu từ hai cái domain ảnh và text để có khả năng huấn luyện và tạo ra được một cái cách để ánh xạ từ ảnh về không gian chung, từ text về không gian chung, và có khả năng so sánh được cái sự gần nhau về mặt ngữ nghĩa giữa hai cái thực thể này, hai cái loại thực thể này luôn. Tiếp theo, chúng ta cũng có thể sử dụng những cái giải pháp mà dựa vào mối quan hệ ngữ nghĩa giữa ảnh và text để cho bài toán, ví dụ như text to image retrieval, gõ text và tìm ra ảnh tương ứng, hoặc là bài toán ngược lại là image to text retrieval, cho một tấm ảnh mình ráng tìm ra những cái câu mô tả nào trong các cái bài viết, các cái bài tin tức mà có vẻ là nó gần gần và bà con với cái tấm ảnh tương ứng này. Rồi, thì thông qua cái phần vừa rồi thì Triết cũng tóm tắt nhanh và giới thiệu đến quý thầy cô, tất cả các anh chị và các bạn ở đây về các cái kỹ thuật mà thông thường chúng ta vẫn hay dùng để có khả năng phục vụ cho bài toán retrieval. Và trong thời gian 1-2 năm gần đây thì cái giải pháp mà sử dụng cái mối quan hệ so sánh được giữa cái vector đặc trưng của ảnh và vector đặc trưng của câu mô tả được sử dụng khá là phổ biến. Và chúng ta có khả năng sử dụng cái công cụ sau đây, Clip, để thực hiện được cái thao tác này khá là hiệu quả và được dùng rất là phổ biến trong thời gian 1-2 năm gần đây. Vậy thì bây giờ mình sang tới một vấn đề mà chúng ta cần phải trao đổi tiếp. Đó là có những cái loại hay là những cái dạng câu hỏi mô tả như thế nào? Thì ở đây thì Triết sẽ sử dụng các cái nội dung thường dùng cho cái bài toán về tìm kiếm hình ảnh cũng như video. Thì chúng ta có cái cách tìm kiếm thứ nhất gọi là KIS, là Known Item Search. Ở đây thì chúng ta sẽ tìm, ví dụ như mình tìm một cái đoạn video về một cái lúc mà một người bạn của mình, hai người đang đứng hát karaoke và có một người khác tặng cái bó hoa cho một người bạn của mình nhớ nhớ cái trong trong ký ức của mình là cái cảnh nó như thế, thì bây giờ mình mới cần tìm, thì bây giờ mình như thế nào đây? Chúng ta sẽ có known item search như sau. Nếu bạn có được cái tấm ảnh hay là bạn có được cái video thì mình mới xem là cái đó, nhưng mình không nhớ là cái ảnh này là không biết là mình chụp trong cái album nào, quên mất rồi. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai, mình có cái video nhưng mình không nhớ là cái video này hay cái đoạn này nè nó xuất hiện trong cái tình huống nào và trong cái video nào của mình rất là dài. Đây là cái đoạn ngắn ngắn cỡ 5 giây hay 10 giây, nó xuất hiện ở đâu? Thì sẽ có người mới hỏi rằng nếu ta đã có được tấm ảnh, ta có được cái video thì chúng ta có khả năng tìm kiếm trực tiếp
bằng cách là so sánh tìm kiếm coi cái ảnh này nó gần giống với cái ảnh nào bằng image hash. Đúng. Nếu chúng ta có thể có được dữ liệu dạng số, ví dụ như mình có được cái tấm ảnh đó rồi thì mình tìm trong cái album ảnh đằng nào mình cũng sẽ tìm ra. Ví dụ mình dùng image hash để mình tra cứu thì cũng được. Nhưng mà trong trường hợp chúng ta không có được cái image hash, không có được cái dữ liệu dạng số, tức là dạng digital của tấm ảnh hay cái video đó, mà chúng ta chỉ tình cờ thoáng qua và nhìn thấy đâu đó cái hình đó ở bên ngoài, và sau đó mình chụp lại hay là mình mô tả lại mình làm như thế nào, thì lúc đó nó là cái dạng mà chúng ta cần phải mô tả lại. Ví dụ như mình đang đi tình cờ thấy có cái poster người ta treo ở trên tường, nhưng mà mình thì không kịp chụp lại cái đó, mình chỉ thấy rồi mình nhớ cái ý, rồi làm sao mình có thể tìm lại được đúng cái tấm ảnh đó trong cái nguồn dữ liệu của mình. Hoặc mình nghĩ một cái tình huống khác là sao mình thấy cái cảnh này nó quen quen, hình như đã từng gặp đâu rồi, mà lúc đó thì những nhân vật khác xuất hiện nhưng mà cái dạng của cái câu chuyện nó cũng gần gần giống như vậy, thì lúc đó chúng ta sẽ dùng các cái kỹ thuật để giải quyết bài toán known item search, mà khi đó thì cái nội dung đưa vào để tìm kiếm chính là một cái video, là một tấm ảnh tiếp theo, một cái dạng gần gần giống với cái đó, gọi là textual known item search. Ở đây thì thay vì chúng ta có tấm ảnh thì chúng ta lại có một cái câu mô tả. Tìm một thời điểm trong đó tôi đang uống nước cam và đang ăn món hamburger, ví dụ như vậy chẳng hạn. Thì khi mà chúng ta có cái câu mô tả cái tình huống như vậy rồi thì chúng ta sẽ cố gắng làm sao đưa cái câu mô tả đó để đưa vào bên trong và tìm ra được cái hình ảnh ứng với cái thời điểm đó. Như vậy đâu đó thì known item search là chúng ta cố gắng tìm lại cái thời điểm hay cái sự kiện mà chúng ta nhớ về nó, khi nhớ về nó dạng hình ảnh hay là dạng text cũng được. Còn đối với ad hoc item search hay là video search thì mình chỉ nhớ chung một cái mô tả về một cái tình huống và cố gắng tìm được càng nhiều các cái thời điểm thỏa cái yêu cầu đó thì càng tốt. Ví dụ như mình nói rằng mình rất là thích mỗi buổi trưa thì mình hay ngồi nghỉ ở một cái khu vực nào đó và thường là ngồi ngắm cảnh, ví dụ như vậy chẳng hạn. Hoặc bạn thích ăn ăn kem, ví dụ như vậy chẳng hạn, và đang cầm quyển sách để đọc. Thì bạn mô tả như vậy và chúng ta cố gắng tìm tất cả những tình huống, những lần mà chúng ta chụp hình có thỏa cái điều kiện tương ứng, thì cái đó gọi là ad hoc search, ad hoc video search hoặc là item search. Thì với bài toán này mình tìm được càng nhiều càng tốt, càng nhiều thời điểm càng tốt, và chính mình sẽ là chính mình sẽ tự quyết định xem cái nào là phù hợp với cái nội dung mà mình cần tìm kiếm. Nhưng mà đây là hai cái ví dụ và thường hay gặp, nhưng nó còn rất nhiều những cái tình huống khác mà các anh chị và các bạn có khả năng nghĩ ra. Ví dụ như nãy giờ qua các lời ví dụ mà tôi mô tả thì tôi toàn mô tả là trong bức ảnh có cái gì, chứ tôi không nói rằng trong bức ảnh chúng ta nhìn vào và cảm thấy điều gì. Đây là một bức ảnh đại gia đình sum họp rất vui. Rõ ràng chúng ta thấy cái câu mô tả này nó qua một cái trạng thái khác, ở một cái mức độ gọi là abstraction, trừu tượng hóa khác. Trong đó không chỉ nêu trong bức ảnh thì có ai đang có làm những việc gì, đó là mình đang mô tả có cái gì, có những ai, có hành động gì. Còn mình đang muốn mô tả dưới dạng rằng là trong bức ảnh này chúng ta nhìn chúng ta cảm thấy như thế nào, chúng ta cảm thấy vui, buồn, hạnh phúc hay là những cái gì khác bên trong cái nội dung của tấm ảnh, thì lại là một cái coi như một cái mức độ cao hơn khi mình mô tả và tìm kiếm những cái thời điểm nó phù hợp với cái trạng thái cảm xúc đó. Hoặc là các anh chị các bạn có khả năng đưa ra những cái tình huống mô tả mà trong đó mình nêu là tôi muốn biết liên quan đến màu sắc, liên quan đến giá cả, liên quan đến địa chỉ, liên quan đến thời tiết, có rất nhiều những vấn đề mình muốn hỏi. Thành ra là đã gọi rằng là cái bài toán này là một bài toán mà nó có rất nhiều những cái cách truy vấn khác nhau mà chúng ta cần phải cân nhắc để mà xử lý. Và trong trường hợp tổng quát thì mình sẽ cố gắng làm đạt được kết quả coi như là trong trường hợp chung chung là kết quả tốt. Nhưng mà khi chúng ta tìm hiểu và nghiên cứu nó sẽ liên quan rất nhiều những bài toán khác nhau và cần phải được tối ưu hóa cho từng tình huống sử dụng khác nhau. Thì đâu đó là một vài các cái cách tiếp cận mà trước đây thì các anh em trong nhóm cũng có dịp tìm hiểu trong những cái bước đầu của bài toán về visual retrieval. Đâu đó vào khoảng cách đây khoảng hơn 4 năm thì nhóm mới sử dụng cái phương pháp đó là
chúng ta sẽ xem trong một tấm ảnh có những cái object gì. Thì mình sẽ chạy những cái thuật toán như là YOLO hoặc là Faster RCNN để tìm kiếm xem rằng là ở trong cái tấm ảnh này có những object gì, rồi chúng ta tự tag là trong ảnh này có cái ghế ngồi, có cái laptop, có cái tivi, rồi có hamburger, rồi có món ăn, có ly nước, vân vân. Đó là những cái objects. Tiếp theo thì sẽ chạy thêm một cái thuật toán Place API của MIT để đưa một tấm ảnh thì mình xác định được rằng là đây là cái địa điểm. Ví dụ đây là hồ bơi, đây là trường mẫu giáo, đây là rạp hát, đây là phòng học này nọ vân vân. Thì chúng ta lấy được những cái tính chất về mặt không gian, về mặt vị trí của tấm ảnh để mình có thêm những thông tin. Rồi, ngoài ra thì sử dụng thêm một số các cái kỹ thuật gọi là captioning. Captioning là gì? Captioning là một bài toán mà khi chúng ta có một tấm ảnh hay một cái video thì chúng ta sẽ phát sinh ra câu mô tả bằng ngôn ngữ tự nhiên. Đưa một tấm ảnh thì các bạn sẽ có một cái câu mô tả rằng là đang có những gì, làm những việc gì bên trong cái ảnh này. Các anh chị các bạn thấy rằng bên trong các cái công cụ mà soạn thảo văn bản hiện giờ cũng đã tích hợp rất là thú vị những cái tính năng kiểu captioning như thế này. Ngay trong PowerPoint của Microsoft, các anh chị và các bạn cũng có thể lấy một tấm ảnh. Ví dụ mình copy từ trên một cái địa chỉ web nào đó và chúng ta dán cái tấm ảnh đó trực tiếp vào trong cái slide mình đang làm nội dung. Thì chúng ta chờ một chút xíu. Lúc đó thì cái phần mềm về PowerPoint sẽ cố gắng là sinh ra được một cái câu mô tả cho cái tấm ảnh mà các anh chị các bạn vừa mới dán vào bên trong cái slide hiện tại của mình. Đó là một cái ví dụ về việc chúng ta sử dụng các cái thuật toán biến thành công nghệ và đưa ra một tính năng khá là thú vị, đó là tự động tạo ra caption cho một cái bức ảnh nào đó. Rồi, thì đây là một số những cái gọi là kỹ thuật trong giai đoạn đầu. Thì vào năm 2018 thì cái cách tiếp cận này cũng tương đối là hiệu quả và phù hợp, vì khi đó có khả năng giúp tìm được những cái tấm ảnh mà có object nào bên trong, chụp tại địa điểm nào. Lưu ý, địa điểm ở đây là cái địa điểm theo kiểu danh mục nói chung, ví dụ như là sân đá bóng, rồi trong nhà, ngoài trời, ngồi trong xe hơi, vân vân, chứ không phải là cái place này là tên của một cái địa danh cụ thể, ví dụ như trường khoa học tự nhiên hay là Now Zone hay là trường đại học sư phạm Phố Hồ Chí Minh, vân vân. Thì những cái địa danh cụ thể như vậy thì chúng ta chưa xét ở cái thời điểm năm 2018. Đến năm 2019 thì lúc đó nhóm mới bắt đầu quan sát và thấy được rằng là thật ra muốn làm cho hệ thống trở nên thông minh hơn thì chúng ta cần phải hiểu được trong tấm ảnh này có những cái đối tượng nào, càng nhiều càng tốt. Chúng ta sử dụng những cái công cụ vốn có thì chắc chắn là cái tập gọi là các cái category, tức là các cái loại objects có bên trong tấm ảnh thì cũng nằm trong một cái danh mục người ta hỗ trợ. Vậy nếu bây giờ mà chúng ta muốn nó tốt hơn thì ta phải làm giàu cái gọi là cái tập từ điển đó lên. Ví dụ như trong cái tập từ điển đó nó không có cái máy pha cà phê, mà giả sử như cái trong sinh hoạt hàng ngày của một người nào đó thì họ rất thích là dùng máy pha cà phê để mà pha cà phê hàng ngày. Vậy thì bây giờ chúng ta không thể nào nói rằng vì không có trong tập từ điển thì mình không thể tìm được những bức ảnh liên quan đến chuyện là những thời điểm pha cà phê được. Cho nên mình sẽ cần phải cho phép huấn luyện nhanh và tìm những cái loại đối tượng mà thông thường thì chúng ta chưa có sẵn được huấn luyện trong các cái detector phổ thông thường gặp. Thì khi đó chúng ta có khả năng là tạo ra được một cái danh sách gọi là personalized concepts, là những cái khái niệm liên quan đến cuộc sống của một người nào đó. Ví dụ như có những người thì rất thích ăn những món ăn truyền thống như là phở hay là bún bò, ví dụ như vậy chẳng hạn. Thì chắc là trong phần detector của các cái hệ thống hiện có bên ngoài chắc là cũng không dễ tìm được cái detector nào những cái món ăn như vậy hàng ngày, phải không ạ? Mình sẽ personalize bằng cách nào? Chúng ta sẽ cho họ được định nghĩa trước một số những cái concept cần thiết, và đâu đó chúng ta có khả năng dùng các cái hệ thống search engine như là Google. Các bạn download một loạt dữ liệu về các món ăn mà mình rất là quen thuộc, hay là những loại hoa, hay là những loại trái cây này nọ vân vân mà chúng ta rất là thích, thì mình sẽ tạo ra trước những cái tập dữ liệu đó và chúng ta huấn luyện những cái bộ detector gọi là personalized concept detector. Thì khi đó chúng ta sẽ giúp tìm lại được những cái thời điểm với những cái mô tả có những cái keyword nó gắn liền với mình nhiều hơn. Một điểm nhấn của cách tiếp cận năm 2019 đó chính là sequence view. Thế nào là sequence view? Thì cái sequence view này của mình á,
chính là cái trường hợp chúng ta mong muốn có thể kiểm tra và đánh giá một cái sự kiện trong cái mối tương quan về mặt thời gian với những sự kiện khác. Ví dụ như có một cái tình huống là chúng ta muốn tìm cái thời điểm mình đi từ nhà đến trường, nhưng mà dọc đường thì mình có mua một bó hoa hoa hồng mà là màu vàng, ví dụ như vậy chẳng hạn. Thì mình nói rằng a, cái quá trình mình đi, mình biết là đang đi bên ngoài, nhưng mình không biết được rằng là cái nơi đến có phải là trường học hay không, và dọc đường có mua bó hoa hay không. Nên khi mà chúng ta tìm được một cái ứng viên cho cái kết quả về chuyện đang đi dọc đường, thì mình cũng muốn xem trước tới tương lai cái nơi đến có phải là trường học hay không, và xem trước là cái đoạn đường này á là nó có cái chuyện mình dừng lại mình mua bó hoa và hoa hồng màu vàng hay không, ví dụ như vậy chẳng hạn. Thì việc đó chính là chúng ta cần phải di chuyển tới trước và sau một cái thời điểm nào đó để kiểm tra xem rằng là đây có đúng là cái sự kiện mà chúng ta cần quan tâm hay không. Và bắt đầu từ năm 2020 thì với cái khuynh hướng về việc là sử dụng so sánh cái ngữ nghĩa giữa ảnh và văn bản mô tả, thì cái cách tiếp cận được sử dụng lúc đó đó là cố gắng để so sánh được trực tiếp khi ánh xạ câu văn cũng như ảnh bằng hai ánh xạ khác nhau vào trong cùng một cái không gian chung, và mình tìm coi rằng là nó có phù hợp với nhau và gần nhau mặt ngữ nghĩa hay không, thì cái cách tiếp cận đó được sử dụng khá là hiệu quả. Vậy thì bây giờ mình mới quan tâm với những bài toán về visual retrieval. Thì thực chất á, chúng ta có những cái bài toán hay những vấn đề khó khăn gì cần phải giải quyết. Thứ nhất, đầu tiên chắc chắn phải có là hiểu được cái nội dung dạng hình ảnh, bao gồm cả những cái ảnh và video. Chúng ta hiểu, nhưng hiểu ở cái tầm nào, cái mức độ nào, trong đó có gì cũng dễ. Nhưng nếu mà có gì không thì vẫn chưa đủ. Mà trong đó cái mối quan hệ về không gian, đối tượng này gần đối tượng kia, đối tượng này nằm trên đối tượng kia, đối tượng này nằm ở góc trái dưới phải trên, vân vân, của một cái dữ liệu hình ảnh, đó là một trong những thứ mà chúng ta cần quan tâm về mặt không gian. Có khả năng biểu diễn như dạng đồ thị đó có khả năng biểu diễn mối quan hệ về mặt không gian trong một tấm ảnh, ảnh chụp là 2D, thì object A gần object B, xa object C, và cái này là bên phải, cái kia này nọ, vân vân, thì đó là trong chiều về ảnh bình thường, biểu diễn dạng ảnh 2D. Nhưng có khả năng biểu diễn cái mối quan hệ dưới dạng một cái đồ thị, khi cái object đó nó xuất hiện như thế nào giữa các tấm ảnh chụp liên tiếp hoặc là chụp tuần tự nhưng mà nó gần nhau. Hồi đầu thì xuất hiện ở đây, thời điểm T cộng delta T lại qua cái vị trí khác và nó di chuyển quỹ đạo như thế nào giữa các cái frame ảnh được chụp. Khi đó ta lại có thêm một cái đồ một cái mối quan hệ khả năng dùng dạng đồ thị để biểu diễn, đó chính là cái vị trí xuất hiện của một object, của một cái entity, một cái thực thể qua quá trình thời gian như thế nào, nó di chuyển theo chiều là từ xa đến gần hay là di chuyển theo chiều từ trái qua phải này nọ vân vân. Thì đó là những gì mà chúng ta cố gắng hiểu về sự tồn tại của các thực thể có trong hình ảnh. Nhưng mà như ví dụ lúc nãy tôi có nêu qua với quý thầy cô, các anh chị và các bạn, chúng ta không có dừng lại ở việc là trong đó có cái gì và chúng ta cảm thấy như thế nào trong cái đó. Đây là một bức ảnh vui, đây là một bức ảnh nó có sự sống, đây là một bức ảnh rất cảm động, thì những cái khái niệm đó là những gì mà chúng ta sẽ nghĩ rằng trong tương lai có khả năng cần phải được quan tâm để xử lý. Còn hiện tại thì thông thường ta mới dừng lại ở cái khái niệm là trong đó có gì, chứ từ cái mức độ là trong đó khi xem và cảm thấy cái gì về cái nội dung đó, được không ạ? Rồi, vấn đề thứ hai, làm sao chúng ta có thể biểu diễn được cái nhu cầu mô tả, cái vấn đề truy vấn của mình. Giả sử như bây giờ chúng ta có cái mô tả đó bằng dạng ý, thì cái ý đó của mình sẽ được diễn tả bằng lời văn. Lời văn đó có khả năng mà viết ra, mình gõ vào đây mình search, hay là mình dùng lời văn rồi mình nói ra và hệ thống để mà nhận dạng tiếng nói sẽ chuyển sang text này nọ vân vân. Thì cái đó là một trong những cái cách mà chúng ta định biểu diễn. Nhưng mà qua các ví dụ mà tôi trình bày tiếp trong phần sau của bài ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có nhiều cái cách để biểu diễn cái nhu cầu truy vấn, cái câu query này lắm, chứ không chỉ dừng lại chuyện ta gõ text bình thường. Một cái vấn đề tiếp theo nữa đó là so sánh được cái mối quan hệ gần nhau hay xa nhau giữa câu mô tả với một tấm ảnh.
hay là một cái video short, là một cái đoạn video ngắn ngắn và nhiều cái vấn đề khác nữa. Thì bây giờ chúng ta xem thử. Trước khi đi tiếp thì chắc tôi xin giới thiệu với tất cả quý vị thầy cô, anh chị và các bạn hai cái cuộc thi hàng năm mà khá là hấp dẫn liên quan đến các cái bài toán về truy vấn thông tin hình ảnh và video. Cụ thể đó là cái cuộc thi mang tên là Video Browsing ta. Rồi, thường cuộc thi này sẽ được tổ chức trong khuôn khổ của hội nghị là Multimedia Modeling. Rồi, cái thứ hai là Live Blog Search Challenge LSC, cái này là VBS. Và cái hội nghị thường đi kèm với cái sự kiện thứ hai này là hội nghị ICMR. Bây giờ nếu các anh chị và các bạn cảm thấy thú vị thì đây là một trong những cái dịp để chúng ta có thể thử phát triển những cái giải pháp phục vụ việc truy vấn thông tin hình ảnh, video bằng những cái cách mô tả khác nhau thì cũng rất là thú vị. Rồi, thì chúng ta xem thử. Đây là cái cảnh chụp. Ví dụ như là trong cái lúc mà người ta muốn tìm một cái đoạn video có cái nội dung được mô tả trước. Ví dụ như khi chúng ta đang cần làm một cái phóng sự mà ở trong đó thì cần lấy những cái thông tin liên quan đến cái ngày tựu trường của học sinh, sinh viên ở đầu năm học. Ví dụ như vậy chẳng hạn. Thì đương nhiên cái kho dữ liệu của truyền hình hay là của bên các cái hệ thống thông tin truyền thông hay là báo chí rất là nhiều. Nhưng mà để tìm cái nội dung này thì phải có cách để mô tả và tìm. Ví dụ như vậy chẳng hạn. Thì khi đó chúng ta sẽ thấy rằng sẽ có những cái cách để đưa cái query của mình vào và chúng ta cũng sẽ nhìn trên đó. Và với cái sự hỗ trợ của công cụ này thì chúng ta sẽ nhanh chóng tìm ra được cái đoạn video clip hay cái tấm ảnh có nội dung phù hợp với cái nhu cầu của mình. Thì ảnh này chụp sự kiện là Video Brazil Showdown VBS. Và trong đó thì các anh chị và các bạn thấy trên màn hình xuất hiện rất là nhiều những cái tấm ảnh đại diện của những cái đoạn video ngắn ngắn khoảng vài giây thôi, khi mà mình muốn tìm và thỏa một cái điều kiện cho trước. Trong bức ảnh này có một cách tiếp cận khá là thú vị mà tôi muốn chia sẻ. Đó là không chỉ chúng ta gõ cái câu text để mô tả. Ví dụ như tôi cần tìm cảnh một người đang cưỡi ngựa trên đồng cỏ. Mình gõ rằng là a man riding a horse in a meadow, ví dụ như vậy chẳng hạn. Mình gõ câu mô tả và khi chúng ta dùng những cái công cụ ví dụ như là hỗ trợ của clip để mà chúng ta đánh giá giữa cái text và cái ảnh, cái nào nó gần giống text và cái video cái nào giống thì lên một cái list để mà xem. Ngoài ra chúng ta có khả năng thấy cái hình này hay cái ví dụ này chắc nó gần gần giống với một cái cảnh nào đó mà chúng ta tìm thấy được. Và khi đó thì trong ví dụ này các anh chị sẽ thấy có một cái vùng màu xanh lá cây. Vùng màu xanh lá cây này, tôi sẽ annotate thêm vào trong cái slide này một chút. Đây, cái vùng màu xanh lá cây, annotate, pen, pointer option, pen, đây. Cái vùng màu xanh lá cây này, đây là những cái ảnh hay là những cái video clip mà được gọi là những cái positive example, tức là những cái ví dụ mà gọi là phù hợp với cái nội dung mà mình nghĩ mình đang cần. Tôi thấy bức ảnh này hay là cái nội dung này nó gần giống với cái của tôi, nhưng mà chưa phải là cái như tôi muốn tìm và thật sự cảm thấy hài lòng. Vì vậy tôi đưa bằng cách là tôi chọn kéo thả vào trong cái cột bên tay trái này. Và đương nhiên các anh chị các bạn cũng biết là đâu đó ở cái góc phía dưới nó có một cái màu đỏ đỏ, nhưng mà do cái hình chụp không thấy được. Thì ở cái phần phía dưới này á, đó là các cái phản ví dụ hay cái negative examples. Trong đó mình nói rằng một bức ảnh có hai người đang cưỡi ngựa trên đồng cỏ, thì những bức ảnh khác mà có chỉ ba người, bốn người, năm người chắc không phải. Thì ta sẽ kéo những bức ảnh nào mà chúng ta cho rằng đó là cái phản ví dụ nó không thỏa điều kiện đưa vào trong cái phần bên tay phải, tức là các cái negative example. Thì lúc đó danh sách của những cái đoạn clip hay những cái ảnh sẽ được sắp xếp, người ta gọi là re-ranking, sắp xếp lại để cho những bức ảnh nào nó càng gần giống với những cái ảnh positive example này thì sẽ được đưa lên trên, và lưu ý là cũng phải cần phải khác với những cái negative example để sẽ được sắp xếp lại. Thì khi đó chúng ta sẽ có một quá trình gọi là sắp xếp lại, re-ranking các cái ứng cử viên cho cái kết quả bằng cách chúng ta đưa những cái ví dụ vào hai cột trái và phải, positive và negative examples,
để tìm kiếm và tìm ra được cái nội dung của mình một cách phù hợp và hiệu quả hơn. Thì đó là một cái kỹ thuật khá là thú vị. Đây là cái không gian chung để các anh chị các bạn sẽ thấy rằng là thường cái format của cái cuộc thi này thì thường được tổ chức ra sao. Thì các đội thường là sẽ ngồi theo một cái hình vòng cung hay là hình chữ U ví dụ như vậy chẳng hạn, và trên này sẽ có một cái màn chiếu và ở dưới này thì sẽ có người điều phối hay gọi là MC đó, thật ra là người điều phối. Sau phía sau lưng sẽ là khán giả, là những người đến dự hội nghị và quan sát để cùng thấy được rằng là đây là một cái sân chơi rất là thú vị. Thì khi mà có một cái đề bài đưa lên chiếu lên thì mọi người bên này cũng sẽ cùng tìm kiếm và nộp cái kết quả lên cho hệ thống tự động chấm. Một số trường hợp thì mới là tự động chấm mà là do chính con người để kiểm tra rằng nội dung đúng hay sai, có phù hợp đáp án hay không. Và khi mình tìm ra được rồi thì sẽ có cái chuyện đánh giá kết quả có đúng hay không và kết quả tìm được có nhanh hay không và có nộp nhiều lần mà bị sai hay không. Thì các cái quy tắc tính điểm đó sẽ giúp chúng ta xác định được rằng là hệ thống nào tìm chính xác và tìm nhanh. Tìm nhanh ở đây không phải là tìm ở cái chuyện rằng là chỉ truy vấn và xử lý các cái thuật toán nhanh, mà tìm nhanh còn là hỗ trợ người dùng tiện dụng để có khả năng tìm và ra được cái kết quả càng nhanh càng tốt. Thì trong năm 2022 thì cuộc thi VBS được tổ chức trong cái khuôn khổ hội nghị là Multimedia Modeling vào tháng 6 vừa qua tại Phú Quốc, thì cũng là do khoa Thông tin tại trường Khoa học Tự nhiên tổ chức trong năm nay. Đây là cái ảnh chụp mà cuộc thi trong khuôn khổ của Multimedia Modeling 2022 tại Phú Quốc vừa rồi. Thì cái không gian các bạn thấy setup cũng tương tự giống như thể thức ở nước ngoài và cũng ngồi sắp như thế này. Và đây là các đội tham gia và đây là cái bảng kết quả để sắp xếp ở bên trong này. Chúng ta thấy cũng sẽ có những cái phần liên quan đến KIST T, KIST V. KIST T là gì? Known Item Search, dưới dạng mô tả bằng ngôn ngữ tự nhiên, bằng lời văn. KIST V là Known Item Search, nhưng mà tìm kiếm bằng cách là cho nhìn một đoạn video nhưng mà không nhớ là đoạn này mình gặp ở đâu, thì bây giờ cần tìm đây là đoạn video nào trong số rất nhiều những cái đoạn clip mà chúng ta đã có trước đây, ví dụ như mười mấy ngàn đoạn video clip. Và cuối cùng là AVS, tức là Ad Hoc Video Search, trong đó chúng ta sẽ đưa ra một cái nhu cầu về một cái tình huống và tìm càng nhiều cái đoạn video hay tấm ảnh mà nó có cái nội dung phù hợp với cái tình huống đó thì càng tốt. Ví dụ như các bạn nói rằng tìm những đoạn mà có những em bé đang ăn kem và cười rất là vui, thì mình muốn làm một cái clip nhân ngày 1 tháng 6 thì mình cần tìm càng nhiều cái clip như vậy thì càng tốt. Thì chúng ta đưa là Finding a young kid eating ice cream and smiling, ví dụ như vậy chẳng hạn. Thì mình gõ câu này xong thì mình ráng retrieve được càng nhiều những cái video thỏa điều kiện đó thì càng tốt. Đây là cái hình ảnh của các đội dự thi cũng như ban tổ chức và khán giả trong cái cuộc thi VBS vừa rồi. Vậy thì bây giờ tới phần này thì tôi đang để cái slide này dưới dạng là brainstorming. Thật ra nãy giờ thì chúng ta cũng đã trao đổi, tôi đã trao đổi mà thật ra tôi trình bày rồi quý thầy cô tất cả các anh chị các bạn chúng ta cùng theo dõi thì cũng đã gần 1 tiếng đồng hồ, thì cũng rất là mong cái nội dung này sẽ thu hút được sự quan tâm và có cái sự trao đổi để chúng ta có thêm nhiều cái ý tưởng thú vị. Là bởi vì sao cái công cụ này tại sao lại ra đời? Chúng ta thấy rằng ngay trên điện thoại di động của mình đi, mình chụp ảnh, và nếu như các anh chị các bạn mà chúng ta có cái coi như là cái quá trình chụp ảnh của mình rất là nhiều năm, khi đó chúng ta sẽ có một cái kho dữ liệu ảnh rất là lớn, đôi khi chúng ta không lưu trực tiếp được ở trên cái điện thoại nữa mà chúng ta sẽ synchronize lên trên iCloud hoặc là chúng ta upload lên trên Google Photo vân vân. Thì bây giờ mình lại có cái nhu cầu là tôi muốn tìm lại một cái bức ảnh hay một cái đoạn clip của một sự kiện nào đó, hay là nó có một cái nội dung nào đó nhưng mình chỉ nhớ một cách mơ hồ, không thật sự quá chính xác. Làm sao? Thì cái nhu cầu đó nếu thật sự mình giải quyết được thì sẽ rất là tốt, bởi vì mình sẽ có một công cụ để giúp gọi là quản lý và truy vấn các cái ảnh, các cái album cá nhân mà nó phù hợp với cái nhu cầu của mình và nó tìm càng nhanh, càng dễ, càng hiệu quả thì càng tốt, phải không ạ? Các anh chị các bạn thấy nếu mà dùng điện thoại iPhone thì những cái chức năng trên photo có khả năng là họ đã giúp mình để tạo ra các cái album mà ứng với những cái gương mặt của những người mà mình quen. Họ group những cái gương mặt của một số người mà họ nghĩ rằng là giống nhau.
Sau đó thì họ hỏi mình đây là người này là người nào. Nếu mình gán tên vào thì mình sẽ có được một album là của cái người đó. Và sau đây mình chụp hình thì họ cũng tự động điện thoại á, giúp mình cũng có khả năng là tự động gán nhãn một bức ảnh mới được chụp là có những nhân vật nào xuất hiện bên trong đó, phải không ạ? Thì bây giờ mình cùng nhau thử trao đổi. Nếu được thì anh chị các bạn có thể gõ vào trong cửa sổ text thêm những cái ý trong quá trình mà chúng ta trao đổi với nhau ngày hôm nay, hoặc là nếu cần thì cũng có thể là unmute micro để trao đổi nếu mà chúng ta có thể trình bày được. Nếu không mình cứ có thể trao đổi trong nhóm này hiện giờ cũng được đây. Thì trước tiên á, chúng ta thấy tôi có trình bày, mà nếu có cái ý gì thì các anh chị các bạn có thể vui lòng cứ gọi thêm text ha. Thì đối với trường hợp mà chúng ta muốn tìm mô tả, liệu cái mô tả đó chỉ bằng text thôi hay còn bằng cái thể thức nào khác nữa? Chắc là tôi xin phép tạm thời tắt màn hình và tìm thêm một số các cái ví dụ để minh họa. Thì khi mà chúng ta muốn mô tả thì text là cái cơ bản nhất, đúng rồi. Nhưng mà ngoài text ra thì chúng ta còn có những cái nội dung nào khác mà mình có khả năng biểu diễn. Lúc nãy tôi có nhắc với các anh chị một cái ý tưởng khá là thú vị, nhưng mà dĩ nhiên không phải người nào cũng có thể dễ dàng gọi là gì đó sử dụng được cái kỹ thuật này. Đó là chúng ta thử vẽ tranh, phác thảo một cái bức ảnh mà chúng ta nghĩ rằng là nó giống với cái nội dung mà chúng ta đang cần tìm kiếm. Đôi khi cái này cũng cần phải có cái năng khiếu hội họa thì mới có thể vẽ ra được những cái bức tranh nó giống giống với cái cảnh mà chúng ta đang rất là cần quan tâm như vậy. Nhưng mà nếu như chúng ta không cần phải quá chính xác và không cần quá chặt chẽ, mình chỉ cần mô tả và sau đó thì chúng ta phác thảo sơ sơ thôi, thì cái đó nó cũng có thể là có cái phương tiện giúp chúng ta đưa được một cái câu mô tả dưới dạng hình ảnh vào bên trong này để mà tìm kiếm, cũng là một cái cách tiếp cận khá là thú vị. Thì tôi đang tìm một cái ví dụ trước đây mà tôi đã từng được thấy là sử dụng cái giải pháp là vẽ hình để mà đưa vào trong cái hệ thống truy vấn ở đây. Ngoài ra thì không biết các anh chị các bạn nghĩ rằng là ngoài cái nhu cầu chúng ta đưa vô dạng văn bản thì chúng ta còn có dạng nào? Văn bản là nguyên câu văn, chúng ta có khả năng sẽ đưa vô thêm bên trong đó là tên của nhân vật, phải không ạ? Chúng ta đưa tên nhân vật vào và chúng ta nói tôi muốn tìm thời điểm mà có xuất hiện giữa tôi với một nhân vật nào đó chụp ảnh tại đâu đó, thì khi đó cái bài toán liên quan đến nhận diện mặt người, biết rằng đây là người nào, lại là một cái phương án khá là hiệu quả. Rồi bây giờ mình lại nói rằng là cần tìm một cái thời điểm vào buổi chiều, đang ở trên bãi biển và có mặt trời đang sắp lặn, ví dụ như vậy. Thì như vậy thì cái khái niệm sunset hay là sunrise thì nó vân vân cũng sẽ được đưa vào thêm ở bên trong cái hệ thống của mình. Thì đó là một vài cái ví dụ nho nhỏ mà chúng ta có thể sử dụng để đưa ra thêm các cái nội dung trong các cái hệ thống truy vấn. Thì nếu mà trong quá trình khi mình trình bày nó có thêm cái ý tưởng gì hay hay thì chắc là cũng xin nhờ quý thầy cô, tất cả các anh chị và các bạn cứ chia sẻ thêm ý vào trong cái này, thì biết đâu đó là những cái ý tưởng để giúp cho những cái hệ thống tiếp theo được phát triển, nó có thêm những cái gọi là những cái tính năng mới hoặc là những cái thể thức tương tác tương đối phù hợp trong tương lai. Rồi thì bây giờ là khoảng 2:33, thì theo dự kiến thì chắc là sẽ có một cái phần trình bày cũng khoảng là 60 phút nữa liên quan đến kỹ thuật và ý tưởng để có thể vận dụng được cho những cái hệ thống phục vụ cho retrieval. Thì tôi sẽ chuẩn bị tiếp cái phần slide để mà giới thiệu với các anh chị và các bạn trong trường hợp này. Rồi thì có thể có một cái ví dụ nhỏ. Tôi sẽ copy cái phần này vào trong cái slide để bổ sung thêm trong phần trình bày của brainstorming một chút. Chúng ta sẽ có khoảng hai cái ví dụ nhỏ.
Do tôi cũng không có quen vẽ hình trực tiếp để mà minh họa, cho nên là phải nhờ một người bạn có khả năng là thử vẽ hình để mà kiểm tra xem rằng là cái giải pháp vẽ hình nó có liệu có khả thi hay không, và nó có nên là một cái cách mà chúng ta thử tìm hiểu và phát triển trong tương lai hay không. Rồi, bây giờ tôi sẽ share màn hình lại để chúng ta bắt đầu tiếp tục nội dung nha. Ví dụ như ở đây, đây là cái cảnh mà tôi có nhu cầu cần tìm kiếm. Tuy nhiên, mình không biết mô tả như thế nào. Ví dụ như là a bird in a swarm, ví dụ như vậy chẳng hạn, thì cũng là đốt. Nhưng mà nếu như chúng ta không muốn đưa cái câu mô tả dạng là a bird in a green swarm, ví dụ như vậy, mà chúng ta lại muốn là thử sử dụng cái cách thứ nhì là thử phác thảo. Như thế nào xin lỗi là tín hiệu hơi bị gián đoạn một chút. Chúng ta có khả năng sẽ phác thảo ra cái bức ảnh và khi đó chúng ta sẽ tìm được cái đối tượng tương ứng như thế này. Thì giải pháp khi mà làm việc này có thể đơn giản là như sau. Chúng ta có thể là rút trích đặc trưng đưa cái tấm ảnh mà mình vừa mới phác thảo đó và mình thử xem cái khoảng cách ngữ nghĩa giữa cái tấm ảnh đó với các cái ảnh mình đang có trong cơ sở dữ liệu nó như thế nào, thì khi đó chúng ta sẽ tìm được những cái ứng viên phù hợp cho việc chúng ta truy vấn. Thay vì từ dạng text với ảnh thì mình tìm từ một cái ảnh dạng sketch để dạng phác thảo với các cái ảnh tương ứng. Rồi, vậy thì bây giờ tôi đi qua một số các cái kỹ thuật cụ thể bên trong kiến trúc của hệ thống. Trong phần kiến trúc của hệ thống thì chúng ta thấy rằng là do cái nhu cầu về truy vấn nó rất là đa dạng, các cái câu mô tả rất là đa dạng về cái thể thức và cái nội dung mình muốn đưa vô, cho nên giải pháp này thì ở đây đang sử dụng theo cái hướng tiếp cận là System Integration Platform. Có nghĩa là chúng ta sẽ không làm cứng mà chúng ta sẽ cho phép khi cần muốn tìm theo một cái nhu cầu nào cụ thể thì chúng ta sẽ lắp thêm module vào dạng plugin. Và khi đó thì nếu có một cái nhu cầu tìm kiếm theo một cái format khác, một cái định dạng kiểu khác thì chúng ta sẽ đưa nó vào trong hệ thống và dùng những cái module đang có để ghép với nhau lại để chạy, hoặc là thêm những module mới và kết hợp lại những gì đã có để tạo ra một cái tính năng mới cho hệ thống này vận hành được. Nó mang cái yếu tố gọi là plug in được vào trong hệ thống để chạy. Và ở bên trên là cái phần liên quan đến giao diện người dùng và cái khả năng để tương tác với người dùng. Thì đâu đó trong hệ thống nội dung á, sẽ vẫn có những cái rất là kinh điển và truyền thống, đó là tìm kiếm dựa trên metadata. Metadata có thể gồm những gì? Ví dụ đầu tiên đó chính là trong ảnh có những object gì, chúng ta chạy những cái detector vốn đang có, ví dụ như chạy YOLO, mình sẽ tìm ra được về danh sách của những cái object có bên trong cái ảnh tương ứng hay cái video tương ứng, và mình sẽ để sẵn cái nội dung đó bên trong hệ thống dữ liệu được quản trị và đánh chỉ một. Ví dụ như những bức ảnh nào có bánh sinh nhật, những bức ảnh nào có đèn cầy sinh nhật, ví dụ như vậy, thì mình đã có sẵn cái phần metadata liên quan đến những cái object có bên trong một cái ảnh hay một cái video rồi. Metadata có khả năng là thông tin GPS. Chúng ta cũng có khả năng từ GPS ta suy ra được luôn là đang ở cái địa điểm nào. Ví dụ như với tọa độ GPS đó thì đó sẽ là cơ sở linh trung, thậm chí là mình biết luôn cái tòa nhà nào ở cơ sở linh trung tại Thủ Đức. Đương nhiên là mình cũng mong rằng là dữ liệu cũng tương đối chính xác chứ không phải bị một cái sai số khi mà chúng ta đang trong những cái khu vực gọi là bên trong nhà indoor.
hoặc là cái thời điểm đó là thời điểm nào, mình muốn biết là chụp từ lúc 12 giờ trưa đến 4 giờ chiều ví dụ như vậy chẳng hạn, thì những thông tin này là những thông tin mình đã rút ra và có thể đã được index bên trong hệ thống quản trị rồi, thì chúng ta dùng gọi là query by metadata. Tiếp theo là query by text description. Đây là cái cách tiếp cận mà tôi nói rằng trong thời gian khoảng 2 năm gần đây thì hầu hết những cái hệ thống gọi là tương đối mới và rất là thành công trong cái bài toán về tìm kiếm dữ liệu hình ảnh thì đều thường dùng cái cách tiếp cận này, đó là đưa câu mô tả chuyển sang một cái vector và có một tấm ảnh chuyển sang vector rồi so sánh cái khoảng cách của hai cái vector đó với nhau. Đó là query by text description. Nhưng mà để dùng được cái này nó cũng có nhiều vấn đề, thì lát sau tôi sẽ có một cái phần trình bày liên quan đến best practice là những cái trải nghiệm của nhóm cũng muốn chia sẻ đến quý thầy cô các anh chị các bạn khi chúng ta vận dụng những cái công cụ, những cái giải pháp đã có nhưng dùng như thế nào để người dùng dùng nhanh và hiệu quả. Chúng ta có khả năng filter by daytime và location, cái này đương nhiên là vì chúng ta cũng đã có cái thông tin tương ứng, nhưng mà có điều daytime thì không phải chỉ là cái giờ cụ thể mà chúng ta cần phải làm theo cái dạng nó gọi là có nhiều cái mức độ trừu tượng khác nhau hay là theo kiểu phân cấp. Giờ cụ thể rất tốt nhưng mà ta phải group cái đoạn giờ, ví dụ như từ 7 giờ sáng cho tới 10 giờ sáng thì ta gọi đó là buổi sáng, morning ví dụ vậy. Rồi đâu đó mình nói cỡ từ 11 giờ trưa cho đến 2 giờ chiều mình để đâu đó là afternoon, mặc dù thật sự thì afternoon thì nên là sau noon nhưng mà đâu đó mình cứ coi như là buổi trưa của mình đi, từ 11 giờ tới 1 2 giờ ví dụ như vậy chẳng hạn. Tức là đưa ra những cái khái niệm mà nó phủ một cái đoạn thời gian ở bên dưới. Rồi tiếp tục mình có cái khái niệm là ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư hoặc là ngày làm việc hoặc là ngày nghỉ cuối tuần, tức là mình phải cố gắng tổ chức các cái khái niệm về mặt thời gian từ những cái nó rất là nhỏ, rất là cụ thể, là những mức trừu tượng cao hơn. Rồi. Filter by location. Ở đây mình sẽ thấy rằng filter by location nó có nhiều vấn đề cũng cần phải quan tâm. Chúng ta đương nhiên sẽ phải bỏ đi những cái phần nhiễu này, mình bình luận sau. Khi mình group như thế nào? Chúng ta sẽ có cái tọa độ GPS thì chúng ta sẽ gom những cái bức ảnh hay những cái địa điểm nó gần gần với nhau lại thành từng cái cluster. Nhưng mà muốn làm được điều này thì trước tiên mình cũng phải để ý là trong những cái ảnh mà mình chụp, nhiều khi chúng ta hay có cái thói quen là mỗi lần chụp á, bấm một lần và giữ rất là lâu, chụp nhiều tấm ảnh tại một cái địa điểm, thì đương nhiên là giữa những cái ảnh đó nó sẽ có nhiều cái điểm tương đồng. Thì khi chúng ta group những cái ảnh mà nó chụp gần gần với nhau về mặt thời gian mà cũng gần gần với nhau về mặt hình ảnh thì mình coi như đó là những cái sequence ảnh được chụp liên tiếp, rồi mình bắt đầu mình mới gom cụm nó lại và mình mới đưa vô trong những cái thông tin về tọa độ. Có một số ảnh thì chúng ta không có tọa độ GPS nhưng mà một số ảnh mình lại có, thì nhiều khi mình lại là copy, mình copy tự động giống như mình đang cho lan truyền các cái nhãn về tọa độ GPS từ cái ảnh này sang những cái ảnh gần gần giống với nó, được chụp cũng gần gần thời gian như vậy và hình ảnh cũng gần gần giống như vậy, thì mình cũng sẽ lan truyền cái label GPS nó qua luôn. Thì đây là cái cách chúng ta gọi là tiện xử lý để gom các cái bức ảnh lại thành ra từng cái cluster các cái vùng. Nhưng mà có tọa độ GPS xong thì mình thấy cũng chưa đủ, mình mới nghĩ tiếp tọa độ GPS đó xong thì các anh chị các bạn có khả năng dùng tiếp những cái API của các cái hệ thống online ví dụ như là Google. Thì khi mà làm trên hệ thống Google á, chúng ta sẽ có đưa ra được là ở tọa độ GPS này đây là cái tòa nhà gì, đây là công trình nào, địa chỉ nhà là gì, đường nào, vân vân. Đó là một cái mình có khả năng phân tích và lấy ra được. Rồi từ cái thông tin về vị trí đó chúng ta lại xem tiếp là rất có khả năng mình lại có cái tòa nhà đó nằm ở quận nào, phường nào, thành phố nào, quốc gia nào này nọ vân vân, và chúng ta sẽ có luôn cái mối quan hệ cũng là phân cấp từ địa điểm nhỏ tới các cái vùng rồi tới thành phố rồi đến quốc gia ví dụ như vậy chẳng hạn. Thì những cái bước này sẽ giúp chúng ta tổ chức và quản lý dữ liệu tốt hơn và giúp chúng ta có khả năng lọc filter by location. Rồi trong này đâu đó thì các anh chị các bạn thấy nó có thể hỗ trợ được một số các cái thao tác để tìm kiếm. Thứ nhất là chúng ta có khả năng cho người ta vẽ nét vẽ để tìm ra được những bức ảnh nào gần giống với một bức ảnh cho trước bằng cái nét vẽ. Thứ hai là nếu mà chúng ta có được một cái tấm ảnh nào đó mình thấy à cái hình này chắc là cũng gần gần giống rồi đó, mình muốn tìm những cái hình khác giống với cái hình đó thì cái đó gọi là query expansion, và mình đưa một tấm ảnh vào rồi từ đó mình tìm những hình nào mà gần giống.
cái ví dụ mà các chị các bạn thấy có một cái nhóm nghiên cứu trên thế giới người ta đã làm là cho phép đưa một cái ảnh vào trong cái cột màu xanh lá cây bên tay trái á, là có một cái ví dụ dạng là query expansion bằng cái dạng visual examples, mà trong đó họ chọn những cái hình họ cho rằng gần giống, họ đưa vào và những hình người ta gọi là hơi khác, thì khi đó chúng ta sẽ sắp thứ tự bức ảnh còn lại dựa trên cái kết quả đó, đó gọi là query expansion by visual examples. Ngoài ra thì còn có một số những trường hợp thông qua phần ví dụ phía sau, chúng ta sẽ thấy rằng đó là query expansion nhưng mà dựa trên các search engine bên ngoài, ví dụ như search engine của Google hay là Bing Search chẳng hạn vậy. Thì khi đó chúng ta sẽ có thể dùng Google ta gõ một cái keyword và chúng ta tìm ra những tấm ảnh nào nó giống giống với lại cái bức ảnh mà mình nghĩ rằng là nó ứng với từ khóa đó đúng, rồi mình lấy cái ảnh đó làm đầu vào cho cái hệ thống của mình để xử lý. Rồi ở bên dưới sẽ có hai cái tính năng liên quan đến chuyện là thể hiện trên bản đồ, cũng như là mình có khả năng đứng tại một thời điểm mình kiểm tra xem là 10 phút sau thì cái cảnh đang đứng ở đâu, nửa tiếng trước thì cái cảnh đang đứng ở đâu, thì chúng ta cũng có khả năng gọi là flexible temporary events navigation, tức là mình có khả năng lướt tới tương lai hay là quá khứ để tìm cái sự kiện rồi mình kiểm tra xem cái sự kiện của mình nghĩ nó có đúng với yêu cầu của mình hay không. Rồi thì đây là một vài cái bước đơn giản trong việc tiền xử lý dữ liệu. Chúng ta có khả năng á, là gom những cái bức ảnh chụp gần gần với nhau và xem rằng nó có giống nhau về mặt hình ảnh hay không. Nếu gần giống thì chúng ta có khả năng là cho nó vô trong một cái thành phần liên thông hay một cái nhóm hay một cái sequence ảnh gần giống nhau. Sau đó mình sẽ có khả năng là gom cụm ngay cả những cái ảnh chụp ở các thời điểm khác nhau nhưng mà cái cảnh nó gần giống, thì mình cũng có khả năng là đề xuất người dùng là group lại. Ví dụ như là trong phòng làm việc tại cơ quan, chụp ngày hôm nay và chụp ngày mai, thì đương nhiên là hai cái hình nó không có thời điểm gần nhau đâu, nhưng mà chúng ta vẫn có khả năng dựa vào các cái đặc trưng thị giác thì ta có khả năng gom được những cái đoạn hình ảnh mà được chụp ở nhiều cái điểm thời gian khác nhau và mình có thể group nó lại. Rồi chúng ta cũng có khả năng dùng những cái hệ thống mà tôi có nhắc đến, ví dụ như scene category và attributes là những cái API của MIT đưa ra để biết được rằng là cái ảnh chụp này chụp cảnh trong nhà hay ngoài trời gì đó vân vân. Rồi thì sau cái bước mà gọi là tiền xử lý và gom các cái ảnh lại á, thì chúng ta mới thử nghĩ đúng là cái cách tiếp cận dùng ánh xạ từ hình ảnh và text về cùng một không gian chung hiệu quả. Cụ thể là rất là nhiều những cái nhóm nghiên cứu trên thế giới, những cái giải pháp được sử dụng khá là hiệu quả đều chọn cách tiếp cận đó. Các bạn cứ search từ khóa clip là ra. Nhưng mà mình dùng nó như thế nào? Thì đây là một trong những cái cải tiến nhỏ mà các anh em trong nhóm có đề xuất để thử sử dụng. Ví dụ như một tấm ảnh, nguyên một tấm ảnh lớn, chúng ta sẽ rút rít và đưa ra một cái vector đặc trưng thì cũng được thôi. Ảnh này mình rút rít ra một cái vector đặc trưng chung có độ dài ví dụ như là k k phần tử đi. Rồi, thì khi mà chúng ta làm cái hệ thống đó thì nếu mà mình muốn mô tả, mình muốn so sánh, mình muốn kiểm tra thì chắc là nó sẽ vẫn biểu diễn được các cái nội dung, nhưng mà những cái vật, những cái vùng nó rất là nhỏ ở bên trong tấm ảnh này, thì đâu đó về cái hàm lượng thông tin mà có thể được gọi là encode, được mã hóa và nhúng vào bên trong cái vector đặc trưng đó chắc là không nhiều. Vậy thì bây giờ chúng ta thử tại sao chúng ta không rã cái ảnh này ra làm nhiều mảnh với nhiều cái kích thước khác nhau. Đây là những cái mảnh nó có kích thước nhỏ nhỏ, ví dụ ở đây mình chia ra làm 12 mảnh. Còn bên này mình chia ra những cái mảnh to hơn, mỗi mảnh gồm có hai cái ô ngang, hai ô dọc, tức là bốn ô. Mình sẽ có nhiều cái mảnh như vậy. Nếu mảnh nào bên trong nội dung nó quá đơn điệu, tức là gần như không có gì thì thôi chúng ta bỏ qua, nhưng mà những mảnh nào mà nó có nội dung tương đối khá khá thì khi đó chúng ta sẽ biểu diễn cái vector đó luôn để mà chúng ta làm việc cho dễ. Như vậy với mỗi một tấm ảnh chúng ta sẽ có được không phải chỉ một vector mà chúng ta sẽ có tới một loạt hay một tập những cái vector gọi là semantic embedding, mà ở đây thì tôi dùng cái từ là adaptive semantic embedding set, là nếu như bức ảnh có nhiều vùng có nội dung thú vị thì chúng ta sẽ có nhiều vector, còn ảnh này nhìn nó quá đơn điệu thì đôi khi tập này nó sẽ rất là ít. Thì đây là một trong những cái cách cải tiến nho nhỏ để giúp chúng ta có thể tập trung vào các cái vùng to hay là nhỏ trên một tấm ảnh
và chúng ta cũng biểu diễn sẵn cái vector đặc trưng cho bản thân cái tấm ảnh này, thay vì chỉ có một vector đặc trưng duy nhất dùng cho toàn bộ tấm ảnh để biểu diễn nội dung. Tiếp theo, đây là cái vấn đề mà lúc nãy tôi có trình bày với các anh chị và các bạn, là phần sử dụng External Search Engine để nâng cấp thêm cái tính năng bên trong này. Ý tưởng cũng khá là đơn giản. Nếu như có một cái concept mới, chúng ta biết khi mình dùng những cái object detector thì chắc là không bao giờ nó đủ. Nhất là khi chúng ta gặp tình huống thực tế người ta dùng. Ví dụ như một cái máy pha cà phê bên này chẳng hạn đi, mình không thể nào mình query, ví dụ mình không biết. Thì lúc đó chúng ta lên trên các cái search engine, chúng ta gõ coffee machine, máy pha cà phê, thì các bạn có khả năng lấy xuống khoảng vài tấm ảnh, mình gọi là những cái examples lấy từ Google đưa xuống, và lấy những cái hình này làm input và tìm xem rằng là có cái nào có cái hình dạng gần gần giống như vậy trong cái nguồn dữ liệu của mình hay không. Tức là chúng ta chuyển từ một khái niệm mà mình chưa từng biết trước đây trong hệ thống sang một tấm ảnh, và đi từ cái ảnh thì chúng ta tìm coi những cái chỗ nào bên trong hệ thống của mình có khả năng giúp để so sánh được một cái ảnh ví dụ với những cái dữ liệu mình đã có. Thì cái này là một cái cách cũng khá là thú vị và cũng dễ làm. Đây là một cái case study minh họa thêm cho trường hợp đó. Giả sử chúng ta cần tìm, lần đó mình đang đi trong siêu thị và tình cờ thấy có bức ảnh mình chụp cái hình một cái bức tượng của một chú lính chì ở bên trong siêu thị. Đây là cái hình bên trái mà mình mong muốn tìm ra. Thì bây giờ mình tìm cái câu query là I was looking a little surgery in mall chẳng hạn vậy, và next to some clothes, ví dụ vậy chẳng hạn. Thì cách tiếp cận đầu tiên đơn giản nhất, chúng ta search ngay cái từ lead soldier. Nếu như tìm ra được thì tốt. Nếu tìm không ra được thì mình mới nghĩ, cái vậy thì mình mô tả đó là một cái người đang đứng và mặc cái áo màu đỏ và có đội cái mũ cao lên phía trên. Có một cách, tức là chúng ta giải thích những gì mà chúng ta nghĩ về cái tính chất bề ngoài của một cái khái niệm nào đó, thì cũng là một cái cách để tìm. Nhưng mà nếu mình tìm thêm một cách thú vị hơn, đó là mình dùng từ lead soldier và chúng ta nhập vào trong những cái search engine đang có và tìm được một cái ví dụ như cái hình bên tay phải, mình đưa vào mình query, thì lúc đó nhiều khi nó lại là một cái cách thú vị để chúng ta tìm và hiệu quả hơn những cái cách tiếp cận truyền thống. Thì đây là cái ví dụ liên quan chuyện là dùng những external search engine có khả năng chọn được một tấm ảnh rồi chúng ta đưa vào trong cái solution này để mình tìm ra cho nó hiệu quả. Một cái ví dụ thứ hai, trong ví dụ này thì chúng ta sẽ tìm I was taking a photo of a man sitting at a table, rồi took a flight to this city 3 days ago, rồi I was in Greece then, ví dụ như vậy chẳng hạn. Thì đây là một cái tình huống mà chúng ta cần cần tìm với các cái kịch bản, mình phải ngồi mình nghĩ coi là mình tìm như thế nào. Có rất là nhiều cách để mà chúng ta tìm. Ví dụ như mình tìm những cái thời điểm mà taking a photo of a man sitting at a table. Chúng ta nhập câu truy vấn này đầu tiên vào trong hệ thống tương tác. Đương nhiên các anh chị các bạn sẽ tìm ra được những cái tấm ảnh nào mà mình đang take a photo of a man sitting at a table được. Rồi sau đó chúng ta bắt đầu mới lọc ra là ở mỗi tấm ảnh đó thì mình cần coi 3 ngày trước có cái cảnh nào mình chụp là mình đi máy bay từ xứ này tới xứ kia hay không. Như vậy các bạn thấy nếu chúng ta có rất nhiều những cái ảnh nó thỏa mãn cái câu thứ nhất thì mình sẽ phải ngồi mình kiểm tra coi với từng cái ảnh đó 3 ngày trước mình có làm cái chuyện gì đó, ví dụ như mình mua hàng hay mình đi máy bay hay cái gì đó hay không. Và cái cuối cùng là chúng ta thấy là cần kiểm tra là lúc đó mình đang ở lúc mình chụp hình á là đang ở Hy Lạp, ví dụ như vậy chẳng hạn. Thì nếu mà chúng ta cứ làm một cách tuần tự theo các câu mô tả 1, 2, 3 thì đôi khi nó không thật sự hiệu quả. Ta đọc hết toàn bộ nội dung này, ta mới nghĩ đầu tiên là chỉ chọn lại những cái bức ảnh được chụp tại Hy Lạp thôi. Filter by location. Sau đó mình bắt đầu mình mô tả, tìm những cái bức ảnh taking a photo of a man sitting at a table mà chỉ là ở Hy Lạp thôi. Rồi sau đó chúng ta thấy là số lượng ảnh tìm được nó bớt đi rất là nhiều. Và cuối cùng mình mới kiểm tra là 3 ngày trước đó có đúng là take a flight đến chỗ này hay không. Như vậy các bạn thấy rằng là cùng một cái nội dung nhưng mà qua cái cách xử lý của mỗi người thì không hẳn sẽ dùng cái hệ thống của mình theo nhiều cái chiến lược khác nhau, và có người thì hiệu quả, có người thì nhanh, nhưng có người thì lại rất là mất thời gian và cái khả năng xử lý sẽ bị chậm, ví dụ như vậy chẳng hạn. Nhưng mà ngoài cái chuyện là người dùng
có những cái cách tiếp cận nhanh, chậm, hiệu quả hay không, thì bản thân cái công cụ này cũng cần phải hướng đến chuyện làm sao cho người dùng được sự gợi ý và phải tiện dụng, dễ dùng để cho họ có thể thực hiện được những cái thao tác này một cách dễ dàng. Thì đó là cái vấn đề từ phía mình phát triển giải pháp và hệ thống, còn từ góc độ của họ là cũng phải linh hoạt trong cái cách để mà xử lý. Trong cái ví dụ thứ ba là nhắm tới cái tính chất của cái việc là thay vì biểu diễn nguyên một tấm ảnh thành một cái vector duy nhất, thì chúng ta sẽ biểu diễn là thay vì chúng ta có một cái ảnh duy nhất thì mình sẽ có nhiều cái mảnh bên trong này, và chúng ta sẽ rút ra vector đặc trưng. Và cái tình huống này thì chúng ta đang có nhu cầu cần làm gì? I was in a shop talking to a woman in front of some purse. Thì bây giờ mình đang cần tìm là một cái ví đó thì nó có màu gì và nó đang gần với một cái ví màu gì đó khác. Thì rõ ràng nếu mà chúng ta encode toàn bộ cái tấm ảnh này thành ra một vector, thì khi chúng ta so sánh với cái câu mô tả thì cái khả năng mà chúng ta thấy nó gần với nhau sẽ khó hơn là chúng ta có nhiều cái mảnh ứng viên khác nhau. Thì như vậy mình có khả năng mình focus được vào từng cái vùng với nhiều cái kích thước khác nhau trên một tấm ảnh, thì mình dễ dàng so sánh và có cơ hội mình match được cái câu mô tả với tấm ảnh này hơn. Thì đây là cái case study số 3. Dưới đây là một số những cái gọi là best practice mà các anh em trong nhóm cũng đã thử sử dụng và đâu đó thì cố gắng ghi nhận lại để có thể hỗ trợ cho người dùng nếu về sau có dùng các cái tool phát triển, thì có thể dựa vào những cái gợi ý sau đây để có thể dùng dễ hơn và hiệu quả hơn. Đương nhiên nó có khả năng cũng không hoàn toàn đầy đủ, hoặc là nó cũng không thật sự là phù hợp với cái cách tư duy của mỗi người trong lúc mà chúng ta đang cần phải xử lý. Nhưng đây là cái sự chia sẻ, mong là mọi người có thể dùng được và hiệu quả đâu đó trong tương lai với những cái bài toán tương tự. Ý thứ nhất đó là chúng ta sẽ cố gắng giới hạn dần cái kết quả của mình theo cái hướng là chúng ta tăng những cái gì mà mình cảm thấy nó chắc chắn và nó ra cái kết quả lên. Ví dụ như chúng ta có được thông tin về thời gian hay địa điểm dùng ngay mấy cái đó, thì chúng ta giới hạn lại cái tập ứng cử viên mà chúng ta cần phải tìm kiếm. Sau đó tới những cái nội dung nó tương đối specific, nó cụ thể hơn, ví dụ như là có chú lính chì, rồi có cái ví màu tím, hay đang uống cà phê, hay là đang cầm bó hoa, ví dụ như vậy. Thì chúng ta sẽ đưa những cái mô tả đó sau khi chúng ta đã giới hạn cái không gian và thời gian rồi. Thì đó là cái ví dụ. Nó giống như khi chúng ta thực hiện các cái câu truy vấn mà dạng lồng nhau, thì chúng ta thường sẽ có nhu cầu là sắp xếp lại những cái mệnh đề bên trong đó, những cái điều kiện bên trong đó, để khi chúng ta thực hiện nó sẽ hiệu quả hơn, nhanh hơn và giảm cái thời gian xử lý cũng như cái không gian lưu trữ tạm cho các cái ứng viên ở mỗi cái query, gọi là các câu query thành phần hay là trung gian đó. Thì đây cũng tương tự giống như vậy thôi. Mình thấy rõ ràng là tìm cái bức ảnh thỏa một cái điều kiện mặt nội dung nào đó, thì nếu bây giờ mình giới hạn ngay luôn từ đầu về mặt location hay là về mặt thời gian, thì mình đã giảm đi cái không gian mình cần tìm kiếm với số lượng phần tử đi rất là nhiều rồi, thì điều đó nó sẽ giúp chúng ta hiệu quả hơn trong quá trình xử lý. Ý thứ nhì là try different concepts. Điều này có nghĩa là gì? Nếu như ai đó đưa ra cái câu mô tả, đưa ra cái yêu cầu, ví dụ như sếp giao cho mình nhiệm vụ tìm những đoạn video cảnh khánh thành một cái siêu thị hay một cái bệnh viện. Rồi. Thì như vậy đã có câu mô tả, đề bài đã được giao cho mình thì mình tìm. Nhưng mà khi mình nghĩ thì mình cố gắng mình phải nghĩ nó thoáng hơn. Hãy tìm những cái cảnh khánh thành một cái trường học hay là khánh thành một cái siêu thị hay một cái bệnh viện. Mình gõ câu đó vào chưa chắc mình đã tìm được đâu, vì đưa chưa chắc trong dữ liệu đã có khả năng hiểu được thế nào là khánh thành một trường học. Mình sẽ mô tả là hãy tìm một bức ảnh có nhiều em bé đeo cặp tác, có phụ huynh đưa đến trường, ví dụ như vậy chẳng hạn. Tức là mình bằng kiến thức của con người, chúng ta tìm cách để mà giải thích cái cảnh đó theo những gì mình nghĩ, rồi sau đó chúng ta mới đưa nó vào trong cái hệ thống để mà tìm. Cho nên á, với những tình huống như thế này, đôi khi hai ba người với nhiều cái góc nhìn và cái trải nghiệm trong cuộc sống khác nhau thì cùng tìm đôi khi lại ra kết quả hiệu quả, là bởi vì mỗi một người nhìn theo một cái góc khác nhau và tự mình diễn đạt cái ý tưởng theo cái tri thức, theo cái kinh nghiệm riêng của mình, thì đôi khi lại là hiệu quả, và cuối cùng người ta chọn cái kết quả đó lại cho mình là try different concepts for different ways. Rồi, query expansion.
Vừa rồi chúng ta có cái ví dụ về chuyện là chú lính chì. Ở đây là trong trường hợp chúng ta dùng gọi là query expansion, ý nghĩa là tìm được một ứng viên tiềm năng, tìm được một cái điểm khởi đầu nào đó tiềm năng, thì chúng ta sẽ cố gắng tìm những cái khác gần giống với nó. Tương tự như vậy, ta cũng có khả năng tìm những cái nào khác với nó để chúng ta thêm một cái tiêu chí để đẩy cái kết quả này xuống thấp và nâng những cái gì giống lên cao. Thì query expansion có công dụng giúp cho chúng ta là có thể từ một vài những cái gọi là điểm khởi đầu, một vài cái kết quả ban đầu, thì có thể mở rộng ra một cái tập hợp những cái kết quả đâu đó nó gần với cái tập người ta gọi là positive example và nó xa với cái tập negative example nếu có. Và cuối cùng là qua cái ví dụ liên quan đến chuyện là đang ở một nước nào đó và 3 ngày trước vừa mới bay tới, thì chúng ta sẽ có thể thấy có cái tình huống liên quan đến chuyện là từng cần kiểm tra xem một sự kiện nào đó theo mặt thời gian, thì nó ở giữa sự kiện đó nó sẽ có những cái gì xảy ra, trước đó có cái gì và sau đó có cái gì. Thì đây là một cái ví dụ nhỏ được chụp lại trong cái quá trình truy vấn thử khi tham dự một cái cuộc thi về Lifelong Search Challenge cách đây khoảng 2 năm. Và gần đây thì cũng tương tự, cái format cũng gần gần giống như thế. Thì đâu đó khi mình đọc qua cái câu mô tả này thì mình có thể bỏ qua nếu một số trường hợp ta biết rõ luôn là có được thông tin về vị trí về Angelina cà phê chẳng hạn, vậy thì mình tìm luôn để mình giới hạn lại luôn cái không gian đó và thấy có một người nào đó đang đeo một cái red backpack, thì mình search và ra được cái thông tin liên quan đến cái red backpack. Cái ví dụ thứ hai này tôi vẫn thích để mà trình bày trong các phần liên quan đến thuyết trình về chủ đề này, đó là tôi đi mua một cái đèn đá muối ở trong cửa hàng. Thì mình vẫn thường nghĩ đèn đá muối á, thường là cái đèn nó có cái hình dạng như một cái khối đá và nó có cái màu hoặc là hơi cam cam vàng vàng, ví dụ như vậy chẳng hạn. Thì đôi khi mình lại mô tả, vì trong cái concept của mình nó không có cái khái niệm đèn đá muối, không có cái detector nào cho đèn đá muối hết, thì mình nghĩ là một cái đèn màu cam hay một cái đèn màu vàng, ví dụ như vậy mình đưa vào trong phần mô tả. Nhưng mà rất tiếc là khi đưa những câu mô tả đó thì rất là khó để có khả năng tìm được, bởi vì cái đèn đá muối trong trường hợp này là đang nằm trong cái hộp, và cái chữ đá muối á, biết được là do có cái text trên này, cái chữ là salt lamp ghi trên cái thành của cái hộp. Thành ra là trong trường hợp này đôi khi ta lại sử dụng thêm cái thông tin OCR hay là syntax nhận dạng ra được để biết rằng à, đây là cái đèn đá muối xuất hiện trong này. Thật ra nếu các anh chị, các thầy cô anh chị bạn mà nhìn kỹ thì cũng có cái hình đèn đá muối nằm đâu đó ở trên cái hình này, nhưng thật sự nhìn khá là nhỏ và chúng ta không có dễ cảm nhận thấy được là có một cái khối màu cam cam là cái đèn đá muối nằm bên trên hông của cái hộp này đâu. Thì ý tôi muốn nói rằng là các cái thông tin khác nhau đôi khi sẽ là những cái manh mối để giúp chúng ta sử dụng cái tool nó hiệu quả hơn, vì cùng một cái tool đó nhiều khi hai người khác nhau lại tìm ra kết quả nhanh chậm đúng sai khác nhau rất nhiều. Thì chúng ta dùng cái này để làm gì? Trước tiên là giờ chúng ta tìm lại những cái sự kiện trong quá khứ, nhớ lại những cái kỷ niệm rất là đẹp. Thì đây là một cái ví dụ đặt mình minh họa. Chúng ta tìm coi cái sâu chìa khóa gần đây nhất mình để ở đâu mình quên mất, hay là chúng ta để một cái đồ vật gì đó ở đâu mà chúng ta quên mất. Thì cái này nếu chúng ta có được cái thông tin, ví dụ như từ cái camera ghi nhận hàng ngày mà trong cái sinh hoạt trong gia đình đó, thì mình có khả năng mình tìm lại cái thời điểm mà mình cầm cái, ví dụ như là mình đang bưng cái chậu cây đi lên đâu đó, thì mình sẽ nhớ lại cái thời điểm đó rồi mình mới tìm tiếp. Thì đây là một cái cách để chúng ta tìm một cái lost item nào đó. Hoặc là chúng ta có thể dựa theo một vài cái ví dụ như là trong trường hợp mình đang ngồi ở đang làm việc và trong một cái không gian của văn phòng, thì đây là một cái ví dụ về việc chúng ta dùng những cái chiến lược khác nhau như thế nào. Những cái chiến lược khác nhau như thế nào để có thể mình lấy được cái thông tin tương ứng, thì trong này cũng là một cái ví dụ minh họa về việc chúng ta sẽ có thông tin thời gian, thông tin về cảnh và thông tin về các cái loại object có trên tường hay là có trong căn phòng và những cái thông tin extra data khác, ví dụ như vậy chẳng hạn. Thì tiếp theo là một cái ví dụ về việc là chúng ta có thể phát sinh ra những cái câu mô tả và so sánh cái nội dung ngữ nghĩa của các cái câu mô tả đó với các cái nội dung hình ảnh hay là những cái nhu cầu mà chúng ta đưa vào,
thì rất có khả năng là sẽ có những tình huống mình dùng được những cái như vậy. Đây là một cái ví dụ nhỏ về bài toán liên quan đến image captioning, là mình có khả năng phát sinh ra những cái câu mô tả tương ứng. Thì đây là một cái ví dụ tiếp theo, là trong trường hợp mà nếu như chúng ta khi mà quan sát thì đôi khi nó sẽ có những cái nội dung là liên quan fast food hay những cái khái niệm mà chúng ta chưa chắc đã biết được một cách đầy đủ. Thì đôi khi chúng ta quan sát ở trong một cái hình thì thấy rằng là có khoai tây chiên, có cả bánh hamburger, nhưng mà nếu nhìn cái hình bên dưới thì nhiều khi mình không thấy hamburger đâu cả, chỉ thấy chữ Big Mac bên trong này. Thì nếu mà mình biết được cái từ này thì mình cũng có khả năng đánh giá được là cái này nó có liên quan đến cái bánh hamburger, ví dụ như vậy chẳng hạn. Cho nên đôi khi chúng ta sẽ cần phải có những thông tin không chỉ là hình ảnh mà phải có những thông tin về text có khả năng cần để bổ sung thông tin bên trong và khai thác. Rồi thì có một cái ví dụ đó là tìm cái thời điểm mà đi qua một cái bridge, đi qua một cái cầu. Thì khi đó chúng ta thấy rằng là muốn biết được thông tin về đi qua một cái cầu nào đó thì không chắc là mình có thể thấy được, bởi vì nhiều khi cảnh chụp ở cái góc nhìn của người thứ nhất á, thì không dễ mình tìm thấy. Mà nhiều khi mình thấy đằng trước khi tới cái cầu đó thì nó sẽ có river, ví dụ như vậy chẳng hạn. Thì chúng ta tìm là đang ở gần river và mình tìm những thời điểm sau đó có thể mình biết được rằng là đang đi qua cái cầu tương ứng. Có một cái tiếp theo nữa, đó là chúng ta tìm những cái cảnh mà nó gần giống, và giống như mình thấy rằng là đôi khi chúng ta muốn chụp lại một cái cảnh gần giống với lại một cái cảnh trước đây mà gia đình mọi người đang sum họp, đang đoàn tụ với nhau và cũng cố gắng đứng lại cái dáng hay là cái vị trí gần giống với cái sự xuất hiện trước đây. Thì đây là một cái ví dụ về việc chúng ta cũng có thể tìm, so sánh và chọn ra được những cái tấm ảnh mà nó có cái sự tương đồng về mặt nội dung hay là về mặt thể hiện cái góc độ về mặt thị giác, để chúng ta đưa ra được những cái ảnh gọi là now and then, ngày nay và trước đó nó như thế nào. Rồi, thì chúng ta có thể có nhiều cái tiềm năng để mà sử dụng các cái hệ thống ứng dụng này khác nhau. Ví dụ như có một cái câu hỏi được đặt ra ở đây là khi mà sử dụng trong cái biểu diễn để tìm ra cái lớp nào của feature mask được sử dụng ở trong trường hợp này. Thì thật ra cái này trong trường hợp nếu mà các bạn muốn sử dụng và tự chọn thì đây là một cái dạng như là framework, bởi vì tùy từng trường hợp mà các bạn có thể chọn ra cái cách nào mình muốn sử dụng. Nếu như chúng ta muốn chạy để cho nhanh thì có khả năng bạn chọn những backbone nó nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ, ví dụ như mình chạy là mobile net để làm được trên điện thoại di động cũng là một cái phương án tốt. Nhưng mà trong trường hợp mà các anh chị các bạn mà muốn chạy để ra cái kết quả và thật sự cần phải so sánh thật sự rất là chi tiết bên trong đó thì đôi khi là những cái network khác có khả năng mình cần dùng, ví dụ như dùng tới cả dense net để biểu diễn hoặc là efficient net, cũng là một trong những cái mà chúng ta có thể sử dụng được. Ngoài ra cũng để ý thêm một cái vấn đề nữa, đó là nếu chúng ta cố gắng để encode toàn bộ một tấm ảnh hay là một cái vùng khá lớn, nếu các anh chị các bạn có một tấm ảnh chụp với cái độ phân giải rất lớn thì nếu chúng ta cố gắng để biểu diễn toàn bộ cái vùng ảnh thành một cái vector thì khi đó rất có khả năng là chúng ta sẽ bị mất mát thông tin, bởi vì rõ ràng rằng là mỗi một cái vector được tạo ra từ các cái backbone khác nhau sẽ có một cái độ dài cố định. Và về mặt thông tin thì nếu các anh chị các bạn đưa cái nguồn dữ liệu vào với kích thước rất là lớn mà chúng ta lại fix cái kích thước đầu ra của cái dữ liệu đó với một cái số lượng bit để biểu diễn dữ liệu là cố định cho trước, thì thông thường các anh chị các bạn sẽ thấy rằng là bản thân các cái backbone đó sẽ có cái quá trình resize cái input của mình về cái dữ liệu mà gọi là kỳ vọng thông thường để xử lý. Thì chính khi đó những cái vùng mà nó nho nhỏ chi tiết trên ảnh sẽ có khả năng nó sẽ không còn nhiều thông tin làm đầu vào cho cái quá trình encode đó nữa. Và chính vì vậy đôi khi chúng ta cần sẽ phải xét theo cái dạng là chúng ta nhìn cái đó nhiều lần. Đôi khi các kỹ thuật liên quan đến attention cũng là một cái cách để chúng ta có khả năng nhảy từ vùng này qua vùng khác với các kích thước khác nhau, với các cái shape khác nhau trên cùng một dữ liệu ảnh để có thể có được gọi là nhiều cái góc nhìn hay nhiều cái vector biểu diễn khác nhau về cùng một cái data tương ứng. Vấn đề bạn muốn lựa chọn ở đây là cái backbone nào và tùy vào cái nhu cầu thực tế về mặt tốc độ, về mặt chính xác cũng như là cái kích thước của cái model mà chúng ta cần phải deploy và xử lý. Còn sử dụng các cái layer nào bên trên đó, đương nhiên là những cái layer mà chúng ta chọn ở đây thì cũng tùy vào những tình huống,
Nếu mà chúng ta chọn những cái gần tới khúc cuối thì cũng được. Nhưng mà có một số những trường hợp việc chúng ta muốn chọn lựa là focus vào cái loại đối tượng đó là biên cạnh hay là những đối tượng ở mức độ trừu tượng cao hay là những vùng đó có kích thước như thế nào, thì đó là những cái chiến lược mà khi cài đặt trên thực tế đòi hỏi cái hệ thống cần phải được optimize và adapt cho cái tình huống phục vụ thông thường. Thì với các cái ứng dụng hiện tại có thể sử dụng trong các cái hệ thống thì chúng ta thấy rằng là việc mà sử dụng những cái retrieval system, thật ra với cái từ gọi là live log ở đây thì cũng mong muốn hướng đến một cái việc rằng là nguồn dữ liệu khá là đa dạng. Dữ liệu đó có thể xuất phát từ các camera, xuất phát từ những hệ thống vốn đang có như là từ các hệ thống trên YouTube, từ trên những cái dữ liệu mà mình đã thu thập được trước đây. Thì những cái nguồn dữ liệu đó khi mà cần xử lý thì nó sẽ tạo ra nhiều cái ứng dụng. Ví dụ như trong lĩnh vực liên quan đến y khoa chẳng hạn. Thì trong lĩnh vực liên quan đến y khoa đôi khi thì chúng ta cần phải có những cái hệ thống để hỗ trợ cho người cao tuổi để làm gì? Để khi đó chúng ta phát hiện rằng là có những cái event nào đó xảy ra cần tìm lại. Ví dụ như không biết rõ rằng là ông bà ở gia đình mình khi mà lớn tuổi thì buổi sáng thường là dậy mấy giờ và có nhiều lần có thể đi ra được ngoài vườn để mà tập thể dục hay là cũng không có đi lại được nhiều trong đó. Thì những cái chuyện mà chúng ta muốn truy vấn để tìm và xử lý nó cũng giúp cho việc chúng ta đưa ra được những cái gọi là giải pháp để hỗ trợ, để phục vụ cho cuộc sống của mọi người nó tốt hơn, chăm sóc cho những người cao tuổi được tốt hơn. Hoặc là sẽ có những cái tình huống liên quan đến việc là lúc đó thì đã uống thuốc rồi hay chưa? Ví dụ như vậy, để mình nhớ được rằng là à nhiều khi đã uống thuốc rồi thì sẽ không cần phải uống thuốc nữa trong phần chăm sóc sức khỏe cho người bệnh. Cũng là một trong những cái ý mà chúng ta có thể sử dụng được những cái ứng dụng mà trong đó là phân tích thông tin gọi là live log, lúc đó sẽ hoàn toàn chuyên biệt cho cái hệ thống liên quan đến phục vụ cho cái y tế hoặc là dạng gọi là healthcare. Thì trên đây là một số các cái nội dung mà Triết cũng muốn chia sẻ với tất cả quý thầy cô, tất cả các anh chị và các bạn. Thì cũng mong rằng là những cái nội dung này nó cũng cập nhật thêm một số các cái thông tin về các cái cách tiếp cận thường được sử dụng hiện tại cũng như một số các cái bài toán thú vị mà có khả năng sử dụng được dựa trên cái việc là chúng ta thông thường đó là so sánh cái mối quan hệ ngữ nghĩa giữa hình ảnh và biểu diễn bằng ngôn ngữ tự nhiên. Và cái thứ hai là trong những giải pháp này thì dù thuật toán nó tốt đến đâu đi chăng nữa thì cái hệ thống cũng cần phải hướng đến cái khả năng là nó đơn giản, nó tiện dụng và nó giúp cho người dùng trong lúc người ta muốn kiểm tra thông tin gì thì nó sẽ có những cái tính năng hỗ trợ cần thiết để kiểm tra nội dung đó, mở rộng nội dung đó hoặc thậm chí tích hợp thêm những phần trợ giúp từ các thông tin bên ngoài đưa vào, ví dụ như với sự trợ giúp của các cái external search engine để lấy được những cái ví dụ mà nhiều khi trước đây chúng ta chưa có trong những cái công cụ được huấn luyện trước, nhưng mà với cái nguồn dữ liệu trợ giúp từ bên ngoài thì chúng ta lại dễ dàng đi đến được cái nội dung tương ứng đó. Thì đó là một vài cái ý xin phép được chia sẻ đến với tất cả quý thầy cô, các anh chị và các bạn. Rồi, thì chắc đó là một số các cái nội dung như vậy. Xin cảm ơn tất cả quý thầy cô, các anh chị và các bạn.
Hãy